Hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. Tập 143. Keng. Kiếm của nam tử béo còn chưa đụng được đến Kiều Tiểu Kiều, nó đã bị Cố Hàm Xương tiện tay đánh rơi xuống đất. Ngươi là ai? Tại sao ngươi dám chen vào việc nhà của chú Kiếm Sơn Trang? Nam tử béo kinh ngạc không thôi nhìn Cố Hàm Xương, vừa thẹn vừa giận, có ai không? Người đâu, á? Kiếm của Cố Hàm Xương đã đặt lên vai hắn ta. Nàng thản nhiên nói, câm miệng. Ngươi muốn làm gì? Nam tử béo hoảng sợ nói, ta là tam thiếu gia chú Kiếm Sơn Trang. Ngươi dám động đến một sợi lông của ta, các ngươi đều phải chết. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, chẳng ai muốn động đến cọng lông tơ của ngươi cả. Ta chỉ muốn ngươi yên tĩnh lại một chút, đừng làm phiền vị tiểu cô nương này nữa. Ngươi, các ngươi, ánh mắt nam tử béo đảo qua giữa thiếu nữ, Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương, bỗng cảnh cáo các ngươi không biết tình huống, tốt nhất đừng nên nhúng tay vào chuyện này. Nếu không, các ngươi sẽ hối hận cả đời. Nếu ngươi còn khi dễ tiểu cô nương này nữa, đó sẽ là thời khắc cuối cùng trong cuộc đời của ngươi. Kiều Tiểu Kiều không mặn không nhạt uy hiếp. Nam tử béo cảm nhận được mũi kiếm trên cổ sắc đến tận xương, bị dọa đến run rẩy, lắp bắp nói, các ngươi không biết nàng ta là ai, cũng không biết tình huống như thế nào, tốt nhất các ngươi đừng nên xen vào chuyện của người khác. Nàng ta còn chưa biết rõ là người, là yêu nghiệt hay là tà ma. Nếu các ngươi dính vào nàng ta, tuyệt đối sẽ không có kết quả tốt. Ngươi nói xong chưa? Kiều Tiểu Kiều lạnh lùng nói, ngươi nói xong rồi thì mau cút đi. Nếu không, ngươi mới là người không có kết quả tốt. Cố Hàm Xương thu trường kiếm trở lại vào vỏ. Các ngươi chờ đó, chuyện này không phải cứ như vậy mà xong đâu. Ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Nam tử béo uy hiếp xong, lộn nhào chạy ra xa. Sau khi cảm thấy khoảng cách đã an toàn, hắn ta vẫn không quên chỉ vào thiếu nữ, tiện nhân ngươi đừng đắc ý, còn hai ngày nữa, ngươi tốt nhất đừng gây ra chuyện, cũng đừng có suy nghĩ chạy trốn. Nếu không, ngươi sẽ tự gánh lấy hậu quả. Tam ca, ta, thiếu nữ muốn lên tiếng giải thích, kết quả nam tử béo sợ Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương lại đánh hắn ta, lập tức xoay người bỏ chạy. Kiều Tiểu Kiều sinh lòng cảm mến thiếu nữ, vội trấn an, ngươi không cần sợ, có chúng ta ở đây, không người nào dám khi dễ ngươi đâu. Đa tạ hai vị tỷ tỷ, nhưng ta thật sự không biết ta là loại người nào, hai vị tỷ tỷ đừng nên tiếp xúc quá nhiều với ta. Gương mặt thiếu nữ vẫn còn nét kinh sợ, nàng gật đầu biểu thị sự cảm tạ đối với Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương, sau đó vội vàng rời đi. Kiều Tiểu Kiều đưa mắt nhìn tiểu cô nương rời đi, đột nhiên thở dài. Ngươi muốn giúp cô bé? Cố Hàm Xương thuận miệng hỏi. Kiều Tiểu Kiều không gật đầu, chỉ nói, trước tiên, chúng ta nên điều tra rõ rốt cuộc cô bé đã gặp phải chuyện gì. Các ngươi tốt nhất đừng nên điều tra, bằng không, vấp phải trắc trở là chuyện nhỏ, thậm chí còn có thể mất đi tính mạng. Người lên tiếng là một công tử trẻ tuổi, gương mặt kiên nghị, ánh mắt đầy thần thái, một số người vác trường kiếm đi theo đằng sau lưng hắn ta. Ngươi nói vậy là sao? Kiều Tiểu Kiều quan sát người đến, lập tức tìm ra được tư liệu đối ứng thân phận người này mà Võ Cửu đã cung cấp cho nàng, chính là con trai của Châu Mục Thanh Kiếm Châu, cũng là một trong những nhân tuyển cho vị trí đầu bảng đại hội thử kiếm, Thiết Kiếm công tử Thiết Tử Dương. Thiết Tử Dương khoanh tay, mỉm cười như có như không, các ngươi thật không biết hay giả vờ không biết? Chúng ta đích thật không biết, Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, đây là lần đầu tiên chúng ta đến Thanh Kiếm Châu, đối với chuyện nơi này, chúng ta cũng không biết nhiều. Cũng khó trách, sự cảnh giác trong mắt hắn ta giảm xuống, nhưng cũng không giải thích cho Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương biết, chỉ trịnh trọng cảnh cáo các ngươi đừng nên xen vào việc của người khác. Vận mệnh nữ tử bên trong chú kiếm Sơn Trang đã chú định ở cùng kiếm ngay một khắc sinh ra. Ở cùng kiếm, Kiều Tiểu Kiều không khỏi cười nhạo, người nói nghe êm tai nhỉ. Ta thấy chỉ là hiến tế vận mệnh nữ tử vô tội cho một vật chết mà thôi. Thiết Tử Dương nghe xong không khỏi cau mày, lạnh lùng nói kiếm không phải vật chết. Người đã đến tham gia đại hội thử kiếm, nhưng ngươi lại bất kính với kiếm như vậy, ngươi không xứng làm kiếm khách. Ta chưa hề nói mình là kiếm khách, Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói. Thiết Tử Dương quay sang nhìn Cố Hàm Xương vác theo thanh kiếm. Nàng ta cũng không phải kiếm khách sao? Ta là kiếm khách nhưng xưa nay ta không câu nệ ở kiếm. Biểu hiện Cố Hàm Xương lại càng nhạt nhẽo, bất luận thần kiếm, tiên kiếm hay kiếm nào khác cũng chỉ là công cụ gánh đạo mà thôi. Để được gọi là thần kiếm, nhất định phải hiến tế tính mệnh người vô tội, như thế nó không xứng đáng là thần kiếm,
cùng lắm thì cũng chỉ là tà khí mà thôi. Ngươi đang yêu môn hoặc chúng. Thiết Tử Dương giận dữ, chỉ tay vào Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, quát lớn, ban đầu, ta nghe nói năm nay có hai nữ kiếm tu vô cùng lợi hại, bổn công tử còn cảm thấy vui mừng, thậm chí muốn dìu dắt các ngươi một phen, nghĩ không ra các ngươi lại ô nhục kiếm đạo, quả nhiên một chút cũng không xứng dùng kiếm. Xứng hay không xứng cũng không đến phiên ngươi nói. Kiều Tiểu Kiều biết Thiết Tử Dương là một phen trung thành của kiếm đạo, cũng lười tranh luận với hắn ta, đao kiếm vốn chỉ là công cụ mà thôi. Tu vi không đủ, đao kiếm luyện có tinh cũng chỉ là gánh xiếc. Làm càn, ngươi còn dám rèm pha kiếm đạo, bổn công tử sẽ giết chết ngươi. Thiết Tử Dương cố nén giận, đưa tay ra, một thanh đại kiếm quang hoa như nước xuất hiện, sát khí lập tức tràn ngập trong ngoài sơn trang. Ngươi xuất chiêu trước, ta cũng có thể giết chết ngươi trước. Cố Hàm Sương bước lên nửa bước, mặt không thay đổi nhìn chằm chằm Thiết Tử Dương. Chỉ cần hắn ta dám làm loạn, nàng cam đoan sẽ kết liễu hắn ta trước khi hắn ta ra chiêu. Thật sao? Gương mặt Thiết Tử Dương tràn ngập khinh thường, nhấc kiếm chỉ vào Cố Hàm Sương, vậy bổn công tử cũng muốn thử một lần. Dừng tay cho ta, mấy bóng người từ đằng xa bay đến, nhìn trang phục hẳn là hộ vệ bên trong sơn trang. Người đi đầu mày rậm trợn mắt lớn tiếng quát mắng, bên trong sơn trang cấm tư đấu. Thiết Tử Dương nhìn thấy người đến, vô thức thu lại sát khí. Thiết công tử, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Người đến là đại quản gia Cao Kiếm Minh của chú kiếm sơn trang, cũng là một vị cao thủ kiếm đạo, tu vi hợp thể kỳ, tinh khí nội liếm, ánh mắt như điện. Sau khi quét qua một vòng tình huống chung quanh, ông ta quay sang hỏi Thiết Tử Dương trước. Thiết Tử Dương lạnh giọng nói, hai nữ tử này mở miệng vũ nhục kiếm đạo, bổn công tử chỉ muốn dạy cho bọn họ một bài học mà thôi. Kiều tiểu thư, Cố tiểu thư, các ngươi còn lời gì để nói hay không? Cao đại quản gia nhìn Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, mặt không thay đổi. Kiều Tiểu Kiều vẫn lạnh nhạt như cũ, không có gì đáng nói cả, lý giải của ta và vị Thiết công tử đối với kiếm đạo không giống nhau mà thôi. Chuyện thế gian, đơn giản chỉ là cố tìm cái chung, gác lại bất đồng. Vị Thiết công tử này chỉ vì ý kiến khác biệt mà muốn rút kiếm giết người, lòng dạ khí lượng quả thật khiến người ta khinh thường. Ngươi nói cái gì? Hỏa khí Thiết Tử Dương lại dâng lên, siết chặt thanh kiếm. Nếu không phải có cao đại quản gia ở đây, đoán chừng hắn ta đã động thủ. Thiết công tử, cho dù ngươi là công tử Châu Mục gia, tốt nhất cũng đừng làm loạn trong sơn trang. Cao đại quản gia lạnh lùng nhìn Thiết Tử Dương, cảnh cáo, ngươi nên biết thanh kiếm Châu trước có chú kiếm sơn trang, sau mới đến đất của một châu. Thiết Tử Dương hừ lạnh một tiếng, không nói thêm câu nào. Còn hai vị, tuy nói người đến là khách, nhưng nếu đã là khách, các ngươi tốt nhất nên duy trì thân phận khách nhân của mình cho tốt. Cao đại quản gia cảnh cáo. Kiều Tiểu Kiều không để ý lời nói của cao đại quản gia, hỏi lại một câu, vào ngày đại hội thử kiếm, có phải các ngươi sẽ hiến tế một thiếu nữ để khai phong cho thanh thần kiếm này không? Đây là chuyện nội bộ sơn trang ta, ngươi đừng hỏi nhiều, cũng đừng lắm miệng. Gương mặt cao đại quản gia hiện lên vẻ ngoài ý muốn nhưng chỉ thoáng qua, sau đó lạnh giọng nói, điều các ngươi cần làm là điều chỉnh trạng thái cho tốt. Ngày mai là ngày so kiếm, đừng để đến lúc đó vì kiếm đạo không tinh mà mất mạng. Kiều Tiểu Kiều hỏi, so kiếm ngày mai sẽ có sống chết sao? Cao đại quản gia lạnh giọng nói, các ngươi sẽ ký khế ước sinh tử chính thức. Về phần sống hay chết, còn phải xem kiếm thuật của các ngươi như thế nào. Kiều Tiểu Thư, ngươi có nghi vấn gì không? Không có, Kiều Tiểu Kiều đáp. Cao đại quản gia nói, ngươi trở về phòng của mình đi. Sau hoàng hôn, cấm đi lại trong trang. Việc này còn chưa xong đâu. Hai người chờ đó cho bổn công tử. Thiết Tử Dương trừng mắt nhìn Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương. Người đừng tưởng rằng bổn công tử không giết nữ nhân. Ngày mai, ta sẽ cho các người biết kết quả của vũ nhục kiếm đạo là gì. Kiều Tiểu Kiều cũng chẳng đối chọi gay gắt. Chỉ nói Châu Mục là quan phụ mẫu bách tính một châu. Người thân là con trai Châu Mục. Mở miệng ra là khinh thường người khác. Người không cảm thấy xấu hổ sao? Chỉ là con kiến, cũng xứng để bổn công tử coi trọng. Thiết Tử Dương lạnh lùng nói một câu, sau đó mang đám thuộc hạ quay người rời đi. Tuy nói mọi thứ không thể ếch ngồi đáy giếng, nhưng bên trong môn hành cử chỉ của vị công tử Châu Mục này vẫn có thể nhìn thấy phương lược quản lý của vị Thiết Châu Mục kia. Khó trách cơ nữ hoàng trước khi đi đã dặn nàng lưu ý Thiết Châu Mục. Xem ra, ông ta đúng là có vấn đề. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương quay về phòng. Đại hội thử kiếm có 4 nhân tuyển,
chúng ta đã gặp được ba người. Kiều Tiểu Kiều gõ ngón tay mảnh khảnh của mình xuống bàn, nói với Cố Hàm Sương, bất luận tu vi, kiếm đạo hay độ lượng, tất cả đều chẳng ra sao cả. Cố Hàm Sương nhẹ gật đầu, chậm rãi trình bày kết quả quan sát của mình đối với ba người, vị Trảm Long Thần Kiếm Tiêu Thính Vũ kiêu căng phù phiếm, kiếm đạo như không trung lâu cát, có hoa mà không có quả. Thái tử Vân Tề Liệt Hỏa Vân Quốc tính tình nóng như lửa, kiếm đạo cương liệt có thừa mà nhu tính không đủ, không có không gian bay cao, còn vị con trai Châu Mục vừa nãy, tự phụ quá mức, kiếm đạo đi theo con đường quỷ quyệt u ám, sát khí tràn bạo, hẳn hắn ta đã dính không ít nhân mạng. Ba người này, ai sẽ là hỏa sứ mà chúng ta muốn tìm? Kiều Tiểu Kiều thuận miệng hỏi. Cố Hàm Sương trầm ngâm một chút rồi lắc đầu, tạm thời còn chưa có biện pháp xác định. Chỉ có thể chờ ngày mai nhìn kiếm thuật của bọn họ rồi phán đoán. Như vậy thì hiệu suất quá chậm. Kiều Tiểu Kiều lắc đầu, có biện pháp gì để vị hỏa sứ kia chủ động hiện hình hay không? Theo suy đoán trước đó, cũng chỉ đợi đến khi hỏa khí bên trong chú kiếm sơn trang đạt đến mức độ cường thịnh. Cố Hàm Sương chậm rãi nói, như vậy, lửa sẽ khiến cho khô lâu tướng hiện ra. Nhưng làm sao để hỏa khí tràn ngập mới là vấn đề. Kiều Tiểu Kiều cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Nàng cũng không tu luyện pháp thuật hỏa hệ, kiếm pháp của Cố Hàm Sương lại đi theo hướng âm hàn, vì thế chỉ có thể nghĩ biện pháp từ nơi khác. Khoan đã, ta có một ý kiến. Ánh mắt Kiều Tiểu Kiều sáng lên, thì thầm vài câu bên tai Cố Hàm Sương, Sương tỷ, ngươi có làm được không? Cố Hàm Sương cẩn thận suy nghĩ một lát, sau đó khẳng định có thể thử một lần. Sáng hôm sau, sau khi dùng bữa sáng xong, Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương được Trang Đinh của Sơn Trang mời ra ngoài đại đường. Nói là đại đường, nhưng nó lại giống một diễn võ trường rộng lớn. Tuy nhiên bên trên lại có mái che, tạo thành một loại ảo giác đang ở trong phòng. Đạo đãi khách của chú kiếm Sơn Trang vẫn làm rất tốt, không những sắp xếp chỗ ngồi cho từng kiếm khách hai bên đại đường, thậm chí còn để ý đến thân phận nữ tử của Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, chuẩn bị cho hai người một gian phòng riêng. Trải qua ba cửa khảo nghiệm ngày hôm qua, 10 vạn người cuối cùng chỉ còn lại chừng 100 người. Kiều Tiểu Kiều không khỏi cảm thấy kỳ quái. Tuy nói độ khó của hai cửa trước khá cao, nhưng cũng không loại bỏ được 99% người tham gia. Xem ra, nghiêm khắc nhất chính là trang chủ kiếm cửu minh tọa trấn cửa thứ ba. Sau khi mọi người ngồi xuống xong, kiếm cửu minh cùng với một đám khách quý chậm rãi bước đến vị trí chủ tọa diễn võ trường. Kiều Tiểu Kiều nhìn sang. Quả nhiên nhìn thấy một gương mặt quen thuộc. Người đang đi cùng với trang chủ kiếm cửu minh và Châu Mục Thiết Thanh Phong chính là Sa Phu Võ Cửu mà nàng đã phái đi, dùng thân phận khâm sai đến thưởng thức kiếm hội. Theo thường lệ, trước mời một vị túc lão kiếm đạo Thanh Kiếm Châu ra nói chuyện, nội dung cũng chỉ là truy cổ tố kim, ca tụng kiếm đạo mà thôi. Thì ra thế giới tu tiên cũng có loại diễn thuyết nhàm chán này. Kiều Tiểu Kiều không khỏi buồn nôn, ta phiền nhất là mấy thứ này. Chẳng những không có tác dụng mà còn lãng phí thời gian. Cố Hàm Sương cười nói, chẳng lẽ khi ngươi điều hành công ty không tổ chức đại hội sao? Có, nhưng đều tốc chiến tốc thắng, khi phát biểu phải nói một cách đơn giản, tập trung ý chính, tránh mấy lời nói rỗng tuếch. Kiều Tiểu Kiều không khỏi cảm thán, thời gian là vàng bạc, không nên lãng phí vào mấy lời nói không có chất dinh dưỡng này. Cố Hàm Sương tán thành ý kiến, thân là tu tiên giả. Nàng không cần tham gia vào bất kỳ hội nghị nào, nhưng hạo kiếp 100 năm trước sở dĩ tổn thương thảm trọng, một trong những nguyên nhân là do một số tán tu nhất định phải tổ chức cuộc họp để đưa đến quyết định, bỏ qua thời cơ phản kích và tự cứu tốt nhất. Người phát biểu là Mộc Kiếm Lão Tổ, một trong Tam Lão Thanh Kiếm Châu. Các ngươi có thể tôn trọng một chút hay không? Nếu các ngươi còn có nửa câu nói bừa, ngươi nên hỏi kiếm trong tay ta có đồng ý hay không? Bên cạnh có người bất mãn mắng to Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương. Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, hai người chúng ta chỉ bí mật nói chuyện với nhau. Người nghe lén người khác nói chuyện thì thôi đi, còn giống to như thế, rốt cuộc ai mới là người không tôn trọng tiền bối. Người kia phát hiện có không ít người xung quanh đang nhìn mình, mặt đỏ lên, im lặng không nói gì nữa. Cũng may vị tiền bối kia không chú ý đến bên này, cố gắng phát biểu cho xong, sau đó hô lớn, tiếp theo. Trang chủ chú kiếm Sơn Trang sẽ lên nói vài câu. Kiếm cửu minh nói xong, thân là Châu Mục, Thiết Thanh Phong tất nhiên không thể thiếu được lên phát biểu vài câu, cuối cùng đến phiên khâm sai Võ Cửu. Võ Cửu làm khâm sai là do Kiều Tiểu Kiều yêu cầu, hắn ta cũng lười nói mấy lời vô ích, ta không có lời gì để nói, bắt đầu đi.
Nếu Khâm Sai đại nhân đã khiêm tốn như thế, chúng ta cũng không nên chậm trễ thời gian. Kiếm Cửu Minh cười khẽ, sau đó liếc nhìn Cao đại quản gia, ra hiệu có thể bắt đầu. Thỉnh thần kiếm, Cao đại quản gia nhận được mệnh lệnh của trang chủ, lập tức cao giọng quát to. Ba chữ này khiến cho tâm trạng của tất cả mọi người đều nhấc lên. 100 kiếm khách đến tham gia đại hội thử kiếm còn không phải muốn đạt được thanh thần kiếm tuyệt thế này sao? Khách quý đến tham gia đại hội tất nhiên cũng muốn nhìn thấy phong thái thần kiếm, sao có thể không kích động? Một vài âm thanh chói tai vang lên, mặt đất diễn võ trường chậm rãi tách ra hai bên, những đốm lửa sáng rực bắn ra đầu tiên, có mấy kiếm khách không chú ý bị bỏng kêu lên oai oái. Tiếp theo là một hỏa lô và mấy chục thanh kiếm phôi có thể nói là tuyệt hảo cắm rìa ngoài hỏa lô xuất hiện. Kiếm phôi này vốn đã bị vứt bỏ trong quá trình rèn đúc thần kiếm, nhưng phẩm chất vẫn vượt qua binh khí bình thường, lấy về tiến hành cải tạo lại vẫn có thể được xem là một thanh hảo kiếm như cũ. Đa số người biết mình không có hy vọng lấy được kiếm khôi, cho nên kiếm phôi chính là một trong những phần thưởng mà bọn họ tranh đoạt. Trong lò, lửa cuồn cuộn, sôi trào, hỏa khí lập tức tràn ngập toàn bộ diễn võ trường. Cũng may tu vi những người tham gia hội nghị không thấp. Nếu người bình thường dính phải hỏa khí, đoán chừng sẽ bị đốt thành tro. Đây chính là luyện kiếm lô. Kiều Tiểu Kiều nhìn lô hỏa sôi trào, lẩm bẩm, quả nhiên hỏa khí rất thịnh nhưng vẫn còn chưa đủ. Cố Hàm Sương biết tính toán của Kiều Tiểu Kiều, tất nhiên hiểu được nàng nói vậy là có ý gì. Nhưng không đợi nàng lên tiếng, bên ngoài đã vang lên những tiếng kêu sợ hãi. Âm lượng và sự kích động không thua kém tiếng hét của nữ sinh khi nhìn thấy thần tượng trong những buổi hòa nhạc ở trái đất. Ra rồi. Hỏa khí như thế, hào quang như thế, như vậy. Là thần kiếm, quả nhiên là thần kiếm. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương một lần nữa nhìn về phía luyện kiếm lô. Bọn họ nhìn thấy một thanh kiếm, kèm theo những ngọn lửa đang sôi trào. Thanh kiếm chậm rãi dâng lên. Nhưng thanh thần kiếm chỉ lộ ra ba tấc mũi kiếm rồi dừng lại. Chuyện gì xảy ra vậy? Nó bị kẹt rồi sao? Vì sao không để lộ hết thanh thần kiếm chứ? Chúng ta muốn nhìn thấy thần kiếm. Kiếm khách có mặt sinh lòng khó chịu, bắt đầu trách móc những người ở vị trí chủ tọa. Im lặng, ánh mắt Cao đại quản gia khẽ quét một vòng, lớn tiếng quát trọng địa kiếm đường, ai dám ồn ào, ta lập tức trục xuất người đó. Môn phái, tông tộc muôn đời không được tham gia kiếm hội. Diễn võ trường lập tức lạnh ngắt như tờ. Đám kiếm khách bất mãn đành phải nhìn xuống những lời thô thiển đang định thốt ra, nhưng biểu hiện vẫn không cam lòng như cũ, vẫn còn có tư thế mưa gió nổi lên. Thần kiếm chưa khai phong, tất nhiên không tiện lộ ra toàn bộ. Trang chủ Kiếm Cửu Minh thấy tình thế không ổn, lập tức giải thích, hôm nay, trước tuyển 8 vị anh kiệt kiếm đạo. Ngày mai chờ quyết ra kiếm khôi. Tự kiếm khôi khai phong cho thần kiếm của mình, lúc đó mọi người tự nhiên sẽ nhìn thấy phong thái của thần kiếm. Nghe Kiếm Cửu Minh nói xong, kiếm khách tham gia đại hội mới yên tâm, cơn tức giận dần dần biến mất. Kiếm Cửu Minh đánh ra một kết giới trong suốt bên trên luyện kiếm lô, xung làm lôi đài so kiếm. Trước khi kiếm hội bắt đầu, ta muốn giải thích quy củ của kiếm hội hôm nay một chút. Cao đại quản gia thấy mọi người đã yên tĩnh trở lại, lập tức đi vào vấn đề chính, thứ nhất. Kiếm hội có thể nhìn thấy được sống chết. Khế ước đã được đưa đến trước mặt các vị. Ai sợ chết thì có thể không ký, bỏ thi đấu và đứng ngoài quan sát. Thứ hai, kiếm hội không có lịch thi đấu đặc biệt. Bất kỳ người nào cũng có thể lên đài. Chỉ cần thắng 3 trận là có thể đứng qua một bên. Đương nhiên người thua cũng có thể tranh tài cho đến khi thắng được 3 trận. Thứ ba, có thể trực tiếp điểm tên người khác để khiêu chiến. Người được điểm tên không thể từ chối. Nhưng nếu người khiêu chiến thất bại, người đó sẽ bị loại ngay lập tức. Thứ tư, trận thi đấu sẽ kết thúc khi đã chọn ra được 8 vị kiếm khách. Thứ năm, tỷ thí có thể dùng kiếm, nhưng giới hạn trong kiếm khí, kiếm quyết. Kiều Tiểu Kiều hoàn toàn im lặng đối với chế độ thi đấu. Nhìn thì giống như không có quy tắc, thật ra hạn chế rất nhiều, lại che giấu không ít cạm bẫy. Đã có thể nhìn thấy sống chết, như vậy trong lúc tỷ thí, nhất định sẽ có sát chiêu được sử dụng. Giảm bớt đối thủ cạnh tranh về sau. Trong lúc Cao đại quản gia nói chuyện, có Trang Đinh mang đến cho mỗi vị kiếm khách một bản khế ước sinh tử. Đa số người nhìn cũng không thèm nhìn đã ký xuống. Kiều Tiểu Kiều lại nghiêm túc đọc từng câu từng chữ. Đối với mấy kiểu hợp đồng này, từ trước đến nay nàng không bao giờ dám qua loa. Trong lúc Kiều Tiểu Kiều đang đọc khế ước,
đã có người nhảy lên lôi đài, lớn tiếng gào thét, tại hạ Bạch Hạc kiếm phái Hạc Vân Phi, đặc biệt đến đây để nhìn cao chiêu của các vị đồng đạo. Đã có người gọi, tất nhiên phải có người ứng, hơn nữa còn không chỉ một. Ta, Thiết Kiếm Môn Trịnh Nhất Sơn đến gặp ngươi một lần. Lão tử Phẩm Kiếm Phường Kim Bôn Lưu, đến đây để cho ngươi mở mang tầm mắt. Tại hạ. Vừa mới bắt đầu, cao thủ chân chính còn ngồi trên ghế quan sát, lên trận đều là pháo hôi mà thôi. Quả nhiên, Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương nhìn thoáng qua mấy hiệp, lập tức cảm nhận được trình độ so kiếm này thật sự không thú vị chút nào. Tình huống trên lôi đài đúng như Kiều Tiểu Kiều đã nói. Tất cả kiếm khách so kiếm đều không có suy nghĩ dừng lại. Để tận lực dọn sạch đối thủ cho mình hoặc đồng môn của mình, bọn họ vừa lên là đã đánh ra sát chiêu. Đã có mấy kiếm khách chết trên lôi đài. 2 giờ trôi qua, hơn 100 kiếm khách chỉ còn lại hơn 30, chết gần 1/4, bị thương gần 1/4, còn 1/4 dở sống dở chết, được mấy tráng đinh dùng cáng cứu thương khiêng xuống. 30 mấy người hẳn là cao thủ kiếm khách chân chính, tiếp theo mới là thời điểm xem thực hư. Nhất là 4 nhân tuyển có thể đoạt được kiếm khôi, lúc này càng là chú mục của chúng nhân. Tất cả đều đang đợi bọn họ ra tay. Nhưng vào lúc này, một bóng người đột nhiên rơi xuống lôi đài, lặng lẽ nhìn mọi người, cao giọng nói, nếu các ngươi đã sợ hãi như thế, để bổn công tử tiếp nhận khiêu chiến của các ngươi. Người này chính là con trai Châu Mục, xuất thân Thiết Kiếm Môn Thiết Tử Dương. Hắn ta đang rất hăng hái, bễ nghễ toàn trường, uy phong 10 phần. Nhưng uy phong này của hắn ta lại chọc giận 3 nhân tuyển khác. Tất cả mọi người cùng một đẳng cấp, dựa vào cái gì mà ngươi lại làm ra vẻ như thế? Thái tử Hỏa Vân Quốc Vân Tề Liệt lạnh giọng nói, Thiết Tử Dương, nếu như ngươi không phải con trai Châu Mục, chỉ sợ ngay cả 3 cửa ải cũng không qua được, còn ở nơi này khoe khoang khoác lác. Thiết Kiếm công tử, ngươi quá tự cho mình là đúng rồi. Tiêu Thính Vũ hơi bất mãn, nhưng hắn ta cũng không có ý định ra tay. Không biết tự lượng sức mình, tự rước lấy nhục, người lên tiếng là một đại hán cao 2 mét, chính là Kỳ Linh Thần sử dụng trọng kiếm Kình Thiên Kiếm. Thiết Tử Dương không thèm quan tâm bọn họ châm chọc, đưa tay chỉ về một hướng, trước khi diệt sát các ngươi, bổn công tử có việc nhất định phải giải quyết đầu tiên. Hôm qua có 2 người sỉ nhục kiếm đạo trước mặt bổn công tử, chính là sự hổ thẹn lớn nhất trong cuộc đời của ta. Hôm nay, ta sẽ giết bọn họ để dương danh kiếm đạo. Mọi người theo hướng Thiết Tử Dương chỉ nhìn sang, nhìn thấy Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, không khỏi kinh ngạc không thôi. Thiết Tử Dương, uổng cho ngươi là nam nhân. Lại đi khi dễ 2 nữ tử yếu đuối. Tiêu Thính Vũ không khỏi cười nhạo, xem ra ngươi không phải người cùng thế hệ với ta, ngươi chỉ là loại người lấn yếu sợ mạnh. Thiết Tử Dương cũng lười giải thích nhiều, chỉ lạnh lùng nhìn Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, đại hội thử kiếm, nữ tử các ngươi vốn không nên dính vào. Các ngươi còn dám làm nhục kiếm đạo, quả thật tự tìm đường chết. Nhưng bổn công tử không phải là người không hiểu nhân tình, chỉ cần các ngươi xin lỗi ta, sám hối với kiếm đạo. Bổn công tử sẽ tha cho các ngươi một mạng. Mũi chân Cố Hàm Sương điểm một cái, nhảy lên lôi đài, rút kiếm ra khỏi vỏ, thản nhiên nói, bớt nói nhảm, ra tay đi. Rất tốt. Thiết Tử Dương lạnh lùng nhìn Cố Hàm Sương, ánh mắt lộ ra vẻ ngoan lệ, hôm nay, bổn công tử sẽ để cho ngươi mở mang tầm mắt, để ngươi biết cái gì mới thật sự là kiếm đạo. Kiếm đạo có cách tu luyện riêng, chẳng có cái gì là thật hay giả cả. Cố Hàm Sương lạnh nhạt đáp lại. Lửa giận Thiết Tử Dương trong nháy mắt tăng lên, nhấc kiếm trực chỉ, đến bây giờ ngươi vẫn còn vũ nhục kiếm đạo như thế, tự gây nghiệt thì không thể sống. Nói xong chưa, gương mặt xinh đẹp của Cố Hàm Sương vẫn không chút biểu cảm, còn ngươi lạnh lẽo cũng không hề có chút ba động. Nếu ngươi đã khăng khăng muốn chết, bổn công tử sẽ thành toàn cho ngươi. Đừng nói ta không cho ngươi cơ hội, Thiết Tử Dương cảm thấy mình bị sỉ nhục quá lớn, nhấc kiếm đánh ra mấy trăm đóa kiếm hoa. Bao phủ Cố Hàm Sương ở bên trong. Kiếm pháp quả thật rất đẹp, kiếm hoa gần như mọc ra từ hư vô, nhanh đến mức không thể tưởng tượng, quả nhiên thanh danh vang dội. 3 người Tiêu Thính Vũ nhìn thấy cũng không khỏi giật mình. Thiết Tử Dương sử dụng chính là vô hạn kiếm pháp, nhìn hắn ta thi triển một cách thuận buồm xuôi gió như thế, đoán chừng đã luyện đến 38 thức trở lên. Kiều Tiểu Kiều rất có lòng tin với Cố Hàm Sương. Cũng không phải nàng cảm thấy kiếm thuật của Cố Hàm Sương cao hơn những người này, mà là tu vi của nàng ấy nghiền ép bọn họ. Khi tu vi và cảnh giới cao hơn người khác, đao kiếm thật ra cũng chỉ là công cụ mà thôi. Một tu tiên giả độ kiếp kỳ,
cho dù chỉ dùng một nhánh cây cũng có thể miểu sát một đám cao thủ kiếm đạo tuyệt đỉnh. Đây là thực lực quyết định, không phải ý chí cá nhân quyết định. Trên thực tế, tình huống trên lôi đài cũng chứng thực suy nghĩ của Kiều Tiểu Kiều. Kiếm thuật của Cố Hàm Sương cũng không lòe loẹt, đối mặt với kiếm hoa phô thiên cái địa, nàng chỉ bổ một kiếm bình thường về phía trước. Một kiếm này đơn giản trực tiếp, không có bất kỳ hư chiêu mánh khóe nào, nhưng lại ẩn chứa uy áp không tự chủ được mà tản ra của tu tiên giả độ kiếp kỳ. Vô số kiếm hoa trong nháy mắt bị nghiền nát, biến thành điểm sáng văng ra bốn phía. Thiết Tử Dương bị một kiếm dọa sợ, đổ mồ hôi lạnh đầm đìa, động cũng không động được, tay cầm kiếm run lên, keng một tiếng rơi xuống đất. Tất cả mọi người vốn cho rằng sẽ được nhìn thấy một trận tỉ thí của thế lực ngang nhau. Kết quả Cố Hàm Sương chỉ dùng một kiếm đã giải quyết Thiết Tử Dương. Thiết Tử Dương chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới lạnh lẽo. Hắn ta thân là kiếm khách, ngay cả kiếm cũng không cầm được, nhất là trước mắt bao người bị một nữ nhân đánh bại. Xấu hổ, giận dữ và sỉ nhục khiến cho hắn ta nửa giây cũng không ở nổi, thả người rời khỏi đại đường, chẳng biết đi đâu. Trên đài, sắc mặt Châu Mục Thiết Thanh Phong không khỏi trầm xuống, dường như muốn nói cái gì đó nhưng chỉ há to miệng, lời gì cũng không nói được. Thiết huynh, ta thấy lệnh lang chỉ là nhất thời sai lầm, cũng không phải thực lực không sánh nổi nữ tử kia. Kiếm Cửu Minh hợp thời hòa giải, ngày mai, hắn ta vẫn có thể tham gia như thường lệ. Không cần, tài nghệ khuyển tử không bằng người, không có gì đáng nói. Thiết Thanh Phong khôi phục nụ cười, vô cùng rộng lượng, nữ tử này thật sự thâm tàng bất lộ, chỉ sợ vị trí kiếm khôi, sau Hồng Bảo kiếm phi 100 năm trước, sẽ bị nữ tử này đoạt được. Lời nói của Thiết Thanh Phong khiến sắc mặt Kiếm Cửu Minh thay đổi mấy lần. Ông ta nói như thế chẳng khác nào đâm vào chỗ đau của Kiếm Cửu Minh. Bản thân Kiếm Cửu Minh là người cực kỳ truyền thống, luôn có thái độ phản đối với nữ kiếm tu. Trong đại hội thử kiếm 120 năm trước, ông thân là trang chủ nhưng cũng có tham gia. Kết quả, ông lại thua dưới tay Hồng Bào kiếm phi. Ông ta vẫn luôn cho rằng đó là sự sỉ nhục của mình. Bây giờ Thiết Thanh Phong bỗng nhiên đề cập đến, ánh mắt ông ta nhìn Cố Hàm Sương và Kiều Tiểu Kiều cũng có chút thay đổi. Cố Hàm Sương đưa mắt nhìn Thiết Tử Dương rời đi, ánh mắt đẹp liếc nhìn toàn trường, từ tốn hỏi một câu kế tiếp là ai. Kiếm khách đang ngồi không khỏi nhìn nhau, nhất thời không có ai trả lời. Không ai dám lên sao? Cố Hàm Sương hỏi lại lần nữa, sau đó nói tiếp, để không lãng phí thời gian, chỉ bằng các ngươi lên hết một lần đi. Chỉ là nữ kiếm, lại không coi ai ra gì. Người lên tiếng chính là đại hán cao 2 mét, khi nói chuyện giọng cứ oang oang khiến màng nhĩ người nghe phải đau nhức. Khi hắn ta vừa đứng lên, một áp bách không hiểu đánh tới mọi người. Kỳ Linh Thần nhấc lên trọng kiếm mấy ngàn cân thả người nhảy lên lôi đài, toàn bộ lôi đài cũng chấn động theo. Thân hình Kỳ Linh Thần cao lớn khôi ngô, đứng chung một chỗ với Cố Hàm Sương, thân hình nhỏ nhắn mảnh mai giống như mãnh hổ đứng cùng con thỏ. So sánh mạnh yếu trở nên quá rõ ràng. Tiêu Thính Vũ có chút đồng tình nói với Kiều Tiểu Kiều, bằng hữu của ngươi gặp nạn rồi. Có câu cái gì cũng phải dáng hết sức, Kỳ Linh Thần vốn sử dụng trọng kiếm, cộng thêm trời sinh thần lực. Kiếm thuật có cao hơn nữa cũng không chịu được hai kiếm của hắn ta, ngươi nên bảo nàng ta nhận thua đi. Kiều Tiểu Kiều cười nhạt một tiếng, khinh thường nói, thật ra, ta cảm thấy các ngươi cùng tiến lên một lúc luôn đi, như vậy sẽ tiết kiệm được thời gian, tránh cho kéo dài đến ngày mai mới quyết ra được kết quả. Tiêu Thính Vũ lắc đầu, hai nữ nhân này người sau còn điên rồ hơn người trước. Công tử cầm ngọc phiến bên cạnh lại cười nhạo một tiếng, châm chọc, ánh mắt của nữ nhân luôn thiển cận như thế, lúc nào cũng tự cho là đúng. Kiều Tiểu Kiều cũng lười cãi lại. Hôm qua, nàng và Cố Hàm Sương đã thương lượng xong đối sách, hạ quyết tâm hôm nay tốc chiến tốc thắng. Những người trước mắt chú định đều là kẻ thất bại. Chỉ cần ngươi có thể tiếp được lão tử hai kiếm, coi như ngươi thắng. Kỳ Linh Thần khinh thường nhìn Cố Hàm Sương, oang oang nói. Cố Hàm Sương vốn không phải người phong mang tất lộ, tuy nhiên, nàng đang thi hành kế hoạch đã thương lượng với Kiều Tiểu Kiều hôm qua, lập tức chế giễu lại, đáng tiếc ngươi không ngăn được một kiếm của ta đâu. Đúng là cuồng vọng không còn giới hạn, ta sẽ để cho ngươi biết cái gì là trọng kiếm không mũi nhưng lại có năng lực ép sơn hà. Kỳ Linh Thần cũng không nói nhảm, nâng thiên quân trọng kiếm vung mạnh. Lợi dụng thế thái sơn áp đỉnh hung hăng bổ xuống đầu Cố Hàm Sương. Cách thức của trọng kiếm không hề hoa mỹ, một kiếm chỉ là một kiếm, nhưng lại mang đến uy áp long trời lở đất. Cho dù kiếm khách đang ở ngoài lôi đài cũng có mấy người không chịu nổi áp lực,
phun ra mấy ngụm máu. Không ít người không đành lòng nhìn một mỹ nhân xinh đẹp bị trọng kiếm ép thành thịt nát, vội nhắm mắt lại. Đang, tiếng binh khí va chạm nhau qua đi, một sóng linh khí nhanh chóng bành trướng, tràn ngập bốn phương tám hướng. Tuy nhiên, trên lôi đài, Cố Hàm Xương không hề bị ép thành bánh thịt như người khác đã dự đoán, ngược lại lông tóc không thương. Kiếm của nàng nhẹ nhàng chống đỡ trọng kiếm của Kỳ Linh Thần. Cho dù Kỳ Linh Thần đã dùng hết khí lực toàn thân cũng không thể ép xuống thêm nửa tấc. Kỳ Linh Thần gấp đến độ mặt đỏ đến mang tai, nhưng không thể thu tay lại. Nếu làm như thế, mặt mũi của hắn ta cũng sẽ mất hết giống với Thiết Tử Dương. Trọng kiếm quả thật có thể lấy lực hàng người, nhưng nếu hàng không được, nhất định sẽ bị phản phệ. Cố Hàm Xương thản nhiên nhìn Kỳ Linh Thần, thuận miệng nói, ngươi đã quá ỷ lại vào chính ngươi rồi. Cái gọi là trời sinh thần lực, không có thời gian khắc khổ tu luyện về kiếm thuật, cho nên ngươi mới dễ dàng bị ta nắm chắc. Cố Hàm Xương nói ra những lời tự đáy lòng, nghiêm túc điểm ra khuyết điểm kiếm đạo của Kỳ Linh Thần. Tiếc là Kỳ Linh Thần nghe không vào. Khinh người quá đáng, Kỳ Linh Thần rút kiếm chiêu về, sau đó bổ mạnh xuống lần nữa. Lúc này, bất luận lực đạo hay là sát khí đều mạnh hơn gấp 10 lần vừa nãy, hẳn hắn ta đã sử dụng tuyệt chiêu áp đáy hòm. Đáng tiếc, vẫn vô dụng. Nếu ngươi không nghe lời khuyên của ta, vậy ta xin lỗi. Cố Hàm Xương cũng không nuông chiều loại người này, mũi kiếm sáng lên một đạo hàn mang, khí tức như xương trong nháy mắt đông kết thanh kiếm. Sắc một tiếng, thanh trọng kiếm vỡ thành băng vụn rơi đầy đất. Cái này, không thể nào. Kỳ Linh Thần hoàn toàn không cách nào tiếp nhận được hiện thực trước mắt, không khỏi ôm đầu té quỵ xuống đất. Cố Hàm Xương một cước đạp Kỳ Linh Thần rớt xuống lôi đài, ngạo nghễ nhìn kiếm khách bên dưới, ta đã nói rồi, các ngươi lên hết một lượt đi, ta không muốn lãng phí thời gian. Vừa nãy, Cố Hàm Xương nói như thế, tất cả mọi người đều cho rằng nàng đang làm ra vẻ. Bây giờ, bọn họ nghe tiếp lần nữa, trong lòng run lên, cảm nhận được một áp lực trước nay chưa từng có. Đừng có khoác lác, ta đến lĩnh giáo, kiếm khách nổi danh không chịu được sự khinh thường và trào phúng của Cố Hàm Xương, rút kiếm nhảy lên lôi đài. Kết quả còn chưa xuất kiếm đã bị Cố Hàm Xương dùng vỏ kiếm đánh xuống dưới. Lẽ nào lại như vậy, kiếm hội có thể nào để một nữ nhân khoe khoang chứ? Ta đến, lại có một người không tin, nhảy lên đài. Đáng tiếc một hiệp cũng không chịu được, bị quẳng xuống dưới. Đông Sơ Tam Kiếm, đặc biệt đến gặp ngươi một lần. Không lâu sau, ba kiếm khách cùng nhau nhảy lên lôi đài, chưa đến 3 giây đã hôn mê ngay tại lôi đài. Cố Hàm Xương đối mặt với khiêu chiến của nhiều người, từ đầu đến cuối vẫn duy trì thái độ lạnh nhạt, sau đó một kiếm đánh bại đối thủ. Toàn bộ quá trình đều rất ngắn gọn, giống như người lớn đang chơi đùa với đứa bé. Rất nhanh, trên sân còn chưa đến 10 người, biểu hiện người nào cũng cứng ngắc. Bọn họ hoàn toàn không ngờ đến tình huống như thế này, nhất thời có chút trở tay không kịp, không biết ứng đối ra sao. Kiếm Cửu Minh mặt không thay đổi nhìn Cố Hàm Xương trên lôi đài, tâm trạng cực kỳ phức tạp. Một mặt, ông thật sự không muốn xuất hiện cục diện một nữ nhân lực áp quần hùng, mặt khác ông lại cực kỳ thưởng thức kiếm thuật của Cố Hàm Xương. Dù sao, ông cũng là một chú kiếm sư, ông thật sự kỳ vọng thần kiếm mà mình đúc ra sẽ có được một vị chủ nhân xứng đôi. Kiếm Trang Chủ, nữ nhân này tác oai tác quái, có vẻ không hợp với quy củ của kiếm hội. Có người nhìn không được phàn nàn với Cao Kiếm Minh, nàng ta làm như vậy, quả thật đã làm bại hoại thanh danh của Đại hội thử kiếm. Kiếm Cửu Minh thản nhiên nói, nếu ngươi cảm thấy không đúng, ngươi có thể đánh thắng nàng ta. Còn nếu ngươi đang nói nhảm, ngươi cũng không cần nói nữa. Ông vừa nói xong, lập tức dập tắt không ít người có tâm tư không tốt. Xem ra, chỉ có thể đánh bại nữ nhân trên lôi đài rồi nói tiếp. Kiếm pháp nữ nhân này rất quỷ dị, lại bất kính với kiếm đạo, mọi người cũng đừng ôm quy củ giang hồ gì cả. Vân Tề Liệt đứng ra, nói với 10 người còn lại, nếu quả thật để nàng ta lấy được kiếm khôi, mặt mũi nam nhi chúng ta xem như mất hết. Nghe xong, 10 người kia vẫn còn hơi do dự. Dù sao, đối phương cũng là nữ, đánh không lại đã mất thể diện. Bây giờ liên thủ quần ẩu, chẳng khác nào không nói đạo nghĩa giang hồ. Tuy nói có chút không hợp đạo nghĩa giang hồ, nhưng trước mắt cũng không còn cách nào khác. Tiêu Thính Vũ ngược lại phụ họa Vân Tề Liệt, cau mày nói, không đánh bại nàng ta, chúng ta sẽ thành điểm chê cười của mấy chục vạn kiếm tu Thanh Kiếm Châu. Tiêu Thính Vũ nói xong, những người còn lại đều buông xuống thận trọng, vội vàng hưởng ứng.
nhưng bọn họ không nghĩ đến một khả năng khác. Nếu 10 người liên thủ còn không đánh thắng, như vậy chuyện sẽ không còn là mất mặt đơn giản nữa. Bọn họ nói nghe rất hay, nhưng hành vi lại quá bẩn thỉu, vừa khinh thường cái gọi là kiếm tu, nhưng một khi xuất hiện một nữ kiếm khách thực lực vượt qua bọn họ sẽ không chút do dự liên thủ tiến hành chèn ép. Thật ra, Kiều Tiểu Kiều cũng chẳng lạ lẫm gì đối với tình huống này. Nàng đã gặp những chuyện tương tự không biết bao nhiêu lần trên trái đất, cho nên nàng cũng không cảm thấy kinh ngạc. Đương nhiên, đám người Tiêu Thính Vũ cũng không cho rằng bọn họ làm như vậy là có lỗi gì. Vây giết một nữ nhân cố nhiên trơ trẽn, nhưng nếu để cho một nữ nhân lực áp bọn họ giành được kiếm khôi, bị mất hết mặt mũi sẽ quan trọng hơn. Không biết danh vọng của Tiêu Thính Vũ không tệ hay là kiếm khách còn lại cũng ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, quả nhiên ngoại trừ Kiều Tiểu Kiều, những người còn lại đều bao vây Cố Hàm Xương. Tiêu Thính Vũ là công tử thế gia, nói chuyện làm việc đều dựa vào đạo đức, Cố cô nương, không phải chúng ta khinh ngươi, nhưng thật sự kiếm đạo của ngươi không giống chính đạo. Nếu để cho ngươi chiếm được vị trí kiếm khôi, chỉ sợ không ít kiếm tu sẽ bị lừa dối mà đi chệch hướng. Chính đạo hay là tà đạo? Cố Hàm Xương thản nhiên nói, là do ngươi quyết sao? Tiêu Thính Vũ nghẹn họng, tức giận nói với Kiều Tiểu Kiều, Kiều Tiểu Thư, chẳng lẽ ngươi không khuyên bằng hữu của mình sao? Tại sao ta lại phải khuyên nàng ấy? Kiều Tiểu Kiều có vẻ như đang xem kịch vui, ta không xuống dưới đó giúp nàng ấy, các ngươi nên cảm tạ trời đất rồi. Nếu đã như vậy, các ngươi cũng đừng trách chúng ta không khách sáo. Tiêu Thính Vũ sở dĩ tra hỏi Kiều Tiểu Kiều, thật ra cũng muốn xác nhận xem nàng có xuống dưới hay không. Bây giờ hắn ta đã có đáp án, tất nhiên không cần hỏi thêm nữa. Vân Tề Liệt bất mãn nói, ngươi nói mấy lời vô dụng để làm gì? Chỉ một nữ nhân thôi mà, giết thì giết, có cái gì cần phải nói chứ? Những người khác cũng có suy nghĩ như vậy. Mặt Cố Hàm Xương vẫn không chút biểu cảm, cầm trường kiếm trong tay, đứng bên trên lôi đài, xung quanh là mấy vị kiếm đạo tuấn kiệt. Lên, Vân Tề Liệt rút thanh trường kiếm màu đỏ, dẫn đầu phát động công kích. Hành động này nhóm lên ngọn lửa, trong chớp mắt tất cả đã bao vây Cố Hàm Xương. Những người khác cũng không do dự, cầm trường kiếm đồng loạt phát động sát chiêu với Cố Hàm Xương. Mời xem một trận mưa lửa. Trước khi rút kiếm, Tiêu Thính Vũ ngâm nga một câu, sau đó giơ ngón trỏ và ngón giữa chỉ lên bầu trời. Một đám mây đen trên không trung bay đến, tiếp theo là một cơn mưa lửa rơi xuống. Lửa như tơ như sợi, liên miên bất tuyệt. Đáng tiếc thật, thiên phú kiếm đạo của nữ tử kia đích thật kinh người. Trên đài, Kiếm Cửu Minh thở dài nói. Thiết Thanh Phong căm hận nói, có gì mà đáng tiếc chứ? Tâm thuật bất chính, kiếm đạo tất tà, nữ này nên giết thật sớm, chấm dứt hậu hoạn. Kiếm Cửu Minh nhìn Thiết Thanh Phong, không nhịn được cười. Ông ta biết đối phương sốt ruột vì con, cho nên ông ta cũng không nói thêm câu nào, quay đầu nhìn Võ Cửu vẫn im lặng, Võ Khâm Sai, ngươi cảm thấy thế nào? Võ Cửu còn chưa nhận được mệnh lệnh của Kiều Tiểu Kiều, cho nên cũng không thể tự tiện làm việc, chỉ là cảm xúc hơi khó chịu, kiếm hội cũng không tệ lắm, nhưng lòng dạ nam nhi thanh kiếm châu lại không được khoáng đạt. Nếu ở Lam Kinh, kiếm khôi đã sớm nhường cho vị cô nương kia, không nhất thiết phải rước nhục. Võ đại nhân, lời này của ngươi là có ý gì? Thiết Thanh Phong cau mày, cảm thấy khó chịu với Võ Cửu, ngươi không phải cho rằng nữ tử kia có thể thắng. Khóe miệng Võ Cửu nhếch lên, thản nhiên nói, chúng ta cứ xem đi rồi sẽ biết. Trên đài, thế công của đám người Tiêu Thính Vũ như mãnh hổ, nhưng gương mặt bọn họ lại là biểu cảm không thể tưởng tượng nổi. Cho dù tu tiên giả hợp thể kỳ, dưới thế công không ngừng nghỉ của bọn họ, tuyệt đối không có khả năng thờ ơ, trừ phi là người chết. Nhưng Cố Hàm Xương chẳng những không chết, lông tóc còn không bị tổn hao, chỉ nhẹ nhàng nâng trường kiếm ngang đỉnh đầu, ngăn cản thế công của bọn họ. Bất luận hỏa khí của Vân Tề Liệt hay là hỏa vũ của Tiêu Thính Vũ, tất cả đều không thể dính vào người Cố Hàm Xương, chứ đừng nói chi đến kiếm khách khác. Rốt cuộc tu vi của ngươi là gì? Tiêu Thính Vũ phát hiện ra dị dạng đầu tiên, chỉ dựa vào kiếm thuật, cho dù kiếm thần năm đó cũng không thể nào làm được đến bước này. Cố Hàm Xương cũng không trả lời, chỉ nói thời gian không còn nhiều. Nói xong, nàng bỗng nhiên nhấc kiếm, trong nháy mắt đã quét đám người Tiêu Thính Vũ xuống lôi đài, thế công hung mãnh của đám người kia lập tức tiêu tán, giống như chưa từng tồn tại. Tình huống này nằm ngoài dự đoán của khách quý quan chiến. Nữ tử này thật sự lực áp quần hùng, còn lại cuối cùng. Dưới đài, đám người Tiêu Thính Vũ cũng không bị thương nghiêm trọng,
nhưng tự tôn đã bị nghiền nát. Kiếm trang chủ, có thể tuyên bố kết quả chưa? Cố Hàm Sương đứng trên lôi đài, đưa mắt nhìn trang chủ chú kiếm sơn trang kiếm Cửu Minh đang ngồi ở vị trí chủ tọa, thản nhiên hỏi. Lúc này, đám người kiếm Cửu Minh mới bừng tỉnh, nhất thời do dự. Chẳng lẽ ông phải tặng thanh hỏa mạch thần kiếm này cho một nữ nhân sao? Không được, tuyệt đối không được. Thiết Thanh Phong quả nhiên là người đầu tiên phản đối, kiếm khôi sao có thể để cho một nữ nhân được. Mặc dù kiếm Cửu Minh không tình nguyện cho lắm, nhưng ông là người xử sự có nguyên tắc, dựa theo quy củ kiếm hội, người nào thắng đến cuối cùng, người đó sẽ là kiếm khôi. Nàng vẫn còn chưa thắng mà. Thiết Thanh Phong quả quyết bác bỏ kiếm Cửu Minh, chỉ cần người dự thi chưa nhận thua, bọn họ vẫn có thể tái chiến tiếp. Kiếm Cửu Minh cũng cho rằng như thế. Ông quay sang nhìn kiếm khách còn dư lại, nếu ai không phục vị cô nương này, đại khái có thể đứng ra khiêu chiến. Nửa ngày sau cũng không có ai trả lời. Bọn họ đã nhìn thấy thực lực của Cố Hàm Sương, không ai có lòng tin có thể qua được một hiệp với nàng. Đã như vậy, cần chi phải rước lấy nhục chứ? Kiếm pháp Cố cô nương siêu quần, Tiêu Mỗ bội phục. Ta chúc ngươi đoạt được kiếm khôi, chúng ta sau này còn gặp lại. Tiêu Thính Vũ chắp tay với Cố Hàm Sương, sau đó không quay đầu lại rời đi. Những người còn lại cũng không còn mặt mũi lưu lại, chỉ thêm nhục mà thôi. Ai nấy đều ném lại hai câu xã giao rồi vội vàng biến mất. Bây giờ Thiết đại nhân còn có gì nghị nào nữa không? Kiều Tiểu Kiều thản nhiên nói, hay là ngươi tự mình xuống đây giao lưu hai chiêu với ta? Mặt Thiết Thanh Phong đỏ lên, chỉ tay vào Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương, ta thấy hai ngươi hoàn toàn không phải kiếm khách, các ngươi chính là gian tế cố ý đến làm loạn kiếm hội. Kiếm hội lần này không tính. Thiết đại nhân, chỉ sợ không được. Kiếm Cửu Minh cau mày, nhắc nhở, hai ngày đến chính là ngày tốt thần kiếm khai phong, không thể trì hoãn. Thiết Thanh Phong rít lên, bản mục không cho phép ngươi khai phong thần kiếm, ta đã nói kiếm hội không tính. Không thể nói như vậy được. Kiếm Cửu Minh chậm rãi giải thích, thần kiếm khai phong nhất định phải chọn chủ, đây cũng là quy củ. Cho nên, hai ngày đến nhất định phải chọn ra kiếm khôi, sau đó để kiếm khôi tự mình khai phong cho thần kiếm. Có như vậy, thần kiếm mới phát huy được công dụng lớn nhất, tinh khí linh phách cũng không bị hao tổn. Ý của ngươi là, ngươi chấp nhận nàng ta là kiếm khôi, còn muốn tặng thần kiếm cho nàng ta? Thiết Thanh Phong hỏi ngược lại. Kiếm Cửu Minh bình tĩnh hơn nhiều. Cho dù trong lòng ông ta không được vui, nhưng ông ta cũng không chơi xấu không nhận nợ. Điều này trái với chuẩn tắc làm người của ông ta, nếu không có ai dị nghị, chúng ta sẽ chấp hành theo quy củ. Lão Phu có dị nghị? Thiết Thanh Phong quát lớn, nữ nhân này tuyệt đối có vấn đề, nữ tử làm sao có được tu vi như thế chứ? Làm sao có thể lông tóc không thương khi đối mặt với công kích của mấy vị cao thủ kiếm đạo? Kiếm Cửu Minh thở dài, nói với Thiết Thanh Phong, mặc dù kiếm mỗ cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhưng sự thật như chúng ta đã thấy, nàng ta đã thắng. Cho nên, nàng ta khẳng định có vấn đề. Thiết Thanh Phong vô cùng nghiêm túc, chỉ vào Kiều Tiểu Kiều, chém đinh chặt sắt, hơn nữa, nữ nhân kia cũng có vấn đề. Kiều Tiểu Kiều mỉm cười hỏi lại, Thiết đại nhân không ngại nói một chút, chúng ta có vấn đề gì chứ? Cách đây không lâu, bên trong thanh kiếm châu chúng ta đột nhiên xuất hiện mấy chuyện rất kỳ lạ. Thiết Thanh Phong cũng không trực tiếp trả lời câu hỏi của Kiều Tiểu Kiều, ngược lại nói những chuyện không liên quan, có mấy chục bách tính tận mắt nhìn thấy yêu hỏa quá cảnh, thậm chí còn đốt bị thương cả người lẫn vật. Lão Phu đã từng phái người đi điều tra những chuyện này, cũng đã nhận được một số phản hồi. Ban đầu, ta cảm thấy kết quả điều tra đều là lời nói vô căn cứ. Bây giờ xem ra, Lão Phu đã quá sơ suất. Kiếm Cửu Minh không hiểu hỏi, Thiết đại nhân, rốt cuộc ngươi muốn nói cái gì? Kiếm trang chủ, ngươi còn nhớ Vạn Hỏa Tinh giáo phủ không? Thiết Thanh Phong hỏi ngược lại. Đương nhiên nhớ rồi, Kiếm Cửu Minh sửng sốt, đây là ma giáo xuất hiện ở Tiên Vân Đại Lục vạn năm trước, lấy yêu hỏa làm cờ, ăn thịt bách tính khắp nơi. Năm đó, Thanh Kiếm Châu đã bị một sứ giả ma giáo gây tai họa cho không ít người. Nhưng sứ giả ma giáo đã bị giáo chủ của một tiên môn trừ khử, ngay cả giáo chủ của bọn họ Dã Hỏa Lão Tổ cũng bị thần hồn câu diệt. Bây giờ yêu hỏa tái thế, ma giáo kia đã cho tàn lại cháy. Thiết Thanh Phong kiên định nói. Ông ta nói xong, tất cả những người có mặt đều kinh hãi. Đương nhiên, Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương cũng vì việc này mà đến, biểu hiện cũng chẳng có gì thay đổi. Năm đó, Vạn Nguyên Tinh Hỏa giáo dùng nhân mạng hiến tế cho yêu hỏa, quả thật tạo không ít sát nghiệt cho Thanh Kiếm Châu.
cho dù sự việc đã qua vạn năm, nhưng vẫn khiến người khác nghe đến tên không rét mà run. Ma giáo tái hiện có liên quan gì đến kiếm hội chứ? Kiếm Cửu Minh không hiểu hỏi, điều này có liên quan gì đến bọn họ chứ? Thiết Thanh Phong cười nói, điều này còn phải hỏi. Lão Phu hoài nghi nữ nhân này chính là người trong ma giáo. Lần này bọn họ tham gia kiếm hội nhất định có mục đích không để ai biết. Kiều Tiểu Kiều nghe xong, không nín được cười. Nàng và Cố Hàm Sương đến điều tra chuyện Vạn Nguyên Tinh Hỏa giáo, không nghĩ đến sự việc còn chưa tiến triển, bọn họ còn bị cho rằng là người trong ma giáo. Sau khi yêu hỏa tái xuất, bọn họ vừa lúc xuất hiện ở Thanh Kiếm Châu. Thiết Thanh Phong nói tiếp, lần này, kiếm hội có hỏa mạch thần kiếm hiện thế, bọn họ lại trùng hợp tham gia kiếm hội. Nữ tử có tu vi và kiếm thuật kinh khủng, vừa lúc lại chiếm được vị trí kiếm khôi, nào có nhiều chuyện trùng hợp như vậy chứ? Chỉ có một giải thích, bọn họ đến đây là vì thần kiếm. Có hỏa mạch thần kiếm trợ uy, yêu hỏa mới có thể lớn mạnh hơn. Kiếm Cửu Minh, nếu ngươi giao thần kiếm cho bọn họ, ngươi chính là tội nhân của Thanh Kiếm Châu, là đồng lõa của ma giáo. Chụp mũ này rất lớn, ngay cả Kiếm Cửu Minh cũng bị hù dọa. Những kiếm khách co mặt lại quần tình phẫn nộ, bắt đầu quát mắng Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương. Ta thấy bọn họ có vấn đề, bọn họ chính là yêu nhân ma giáo. Ta vốn cho rằng nữ nhân tuyệt không có khả năng có tu vi như thế. Người trong ma giáo, người người có thể tru diệt. Đã như vậy, tỉ thí kia không tính. Đúng vậy, ai biết được trước đó bọn họ đã dùng yêu thuật gì. Những kiếm khách lặng yên rời đi trước đó không biết quay lại từ lúc nào, người nào cũng kích động hơn so với Thiết Thanh Phong. Thú vị thật, Kiều Tiểu Kiều đứng lên, cười nói, mắt Thiết Đại Nhân đúng là sáng như đuốc. Người còn ở đó mà giả vờ giả vịt, Thiết Thanh Phong đứng dậy, lạnh lùng nhìn chằm chằm Kiều Tiểu Kiều, khinh thường nói, bổn Đại Nhân đã sớm nhận được mật báo. Có người trong ma giáo lẫn vào trong kiếm hội, cho nên ta mới cố ý đến đây quan chiến. Bây giờ ta phát hiện, hai người quả nhiên là gian tế. Người đâu, mau bao vây hai người bọn họ lại cho ta. Ông ta quát xong, mười mấy phủ vệ lập tức từ trong những ngõ ngách phóng ra, cầm trường thương cung nỏ bao vây Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương lại. Kiều Tiểu Kiều cau mày, thật sự thất vọng đối với vị châu mục này. Ông ta có thể vì tư lợi cá nhân mà làm ra những chuyện đó, chẳng khác nào cả gan làm loạn. Ông ta đang xem Thanh Kiếm Châu là nhà của ông ta. Nàng lập tức cảnh cáo, Thiết Thanh Phong, ngươi nhất định phải làm như thế. Ngươi lạm dụng chức quyền, lấy công mưu tư, ngươi không muốn làm châu mục của mình nữa sao? Ngươi còn dám mạnh miệng uy hiếp, quả nhiên minh ngoan bất linh. Thiết Thanh Phong quát to một tiếng, đưa tay chuẩn bị ra hiệu cho thủ vệ ra tay. Thiết Đại Nhân, khoan đã, chiến trận này khiến trang chủ Kiếm Cửu Minh sinh lòng bất mãn, không khỏi ngăn cản Thiết Thanh Phong. Thiết Thanh Phong đang định nổi bão, lại bị Kiếm Cửu Minh hét vào mặt, lập tức khó chịu, kiếm trang chủ, vì sao ngươi lại ngăn cản ta tru sát yêu nhân ma giáo? Kiếm Cửu Minh hỏi, ngươi nói bọn họ là người trong ma giáo, ngươi có chứng cứ gì không? Hành động của bọn họ rõ ràng như thế, còn cần chứng cứ gì nữa? Thiết Thanh Phong tất nhiên không có bất kỳ chứng cứ nào, ông ta chỉ mượn cớ xả ác khí cho con trai ông ta mà thôi, kiếm trang chủ, ngươi không phải muốn che chở cho yêu nhân ma giáo chứ. Ngươi hãy nhìn kiếm khách tham gia đại hội đi, bọn họ đều cho rằng hai nữ tử này chính là yêu nhân ma giáo. Kiếm Cửu Minh hiểu Thiết Thanh Phong và đám kiếm khách đang kêu gào kia muốn gì, đơn giản chỉ muốn ngăn cản một nữ nhân trở thành kiếm khôi mà thôi. Nếu như vậy, Thanh Kiếm Châu sẽ mất hết mặt mũi. Tuy nhiên, chúng nộ khó phạm, cho dù chú Kiếm Sơn Trang có địa vị ở Thanh Kiếm Châu cũng không thể không nể mặt Thiết Thanh Phong và đám kiếm khách kia. Hai người bọn họ không phải yêu nhân ma giáo. Lúc này, Võ Cửu chậm rãi lên tiếng. Thiết Thanh Phong và Kiếm Cửu Minh đều ngẩn người, không nghĩ đến Khâm Sai Đại Nhân lại lên tiếng nói chuyện cho hai nữ nhân kia. Khâm Sai Đại Nhân, vì sao ngươi lại nói như vậy? Thiết Thanh Phong không hiểu Võ Cửu có ý gì, đành phải hỏi. Mặc dù Võ Cửu chưa nhận được lệnh của Kiều Tiểu Kiều yêu cầu hắn ta ra tay, nhưng hắn ta không cho phép lão già này nói xấu hai vị nữ chủ nhân, bởi vì bọn họ và bổn Khâm Sai xuất phát cùng một chỗ ở Lam Kinh, sau đó cùng ngày đến Thanh Kiếm Châu. Lời này khiến Thiết Thanh Phong cảm thấy kinh ngạc, ông ta hoàn toàn không nghĩ đến Khâm Sai Đại Nhân lại giúp hai nữ nhân kia nói chuyện. Tuy nhiên, ông ta đã tạo ra tình huống như thế, không có lý nào tự đánh vào mặt của mình.
đành phải chống chế, điều này nói rõ bọn họ gian trá, lợi dụng Khâm Sai đại nhân hiểm hộ. Bọn họ thật sự đáng chết, đáng hận. Ngươi tưởng bổn Khâm Sai ngốc như ngươi sao? Võ Cửu tức giận trả lời, sau đó nói tiếp, muốn bắt yêu nhân ma giáo, đây là chuyện tốt, nhưng lấy việc công làm việc tư, đó là tối kỵ. Thiết đại nhân đừng nên phạm sai lầm. Nếu Khâm Sai đại nhân đã đảm bảo cho bọn họ, hạ quan cũng không còn gì để nói. Vẻ mặt Thiết Thanh Phong thay đổi mấy lần, cuối cùng vẫn nhịn xuống, phất tay với cung nỏ thủ, nhưng hạ quan vẫn kiên trì với ý kiến của mình. Nếu sau này có xảy ra sơ suất, hy vọng Khâm Sai đại nhân cũng đừng trách hạ quan không lên tiếng nhắc nhở trước. Võ Cửu lười so đo với ông ta, không cần ngươi gánh vác cái gì. Lần này bổn Khâm Sai đến Thanh Kiếm Châu cũng là để điều tra yêu phong lại cháy. Ngươi đừng quấy rối là được. Nếu là như vậy, hạ quan yên tâm ngồi xem kịch vui. Thiết Thanh Phong ngồi xuống, vẻ mặt cười như không cười. Võ Cửu quay lại nói với Kiếm Cửu Minh, kiếm hội cứ tiếp tục đi. Được, Kiếm Cửu Minh suy đoán hai nữ nhân này rất có thể là người do Khâm Sai đại nhân sắp xếp. Ông ta nói, chúng ta tiếp tục, nếu không có ai dám khiêu chiến Cố tiểu thư, kiếm khôi lần này thuộc về nàng ấy. Kiếm Cửu Minh tuyên bố xong, bên dưới lặng ngắt như tờ. Nếu không có ai dám tái chiến, bổn trang chủ xin tuyên bố, khôi thủ kiếm khôi lần này chính là Cố tiểu thư. Kiếm Cửu Minh cố ý kéo dài 2-3 phút mới chậm rãi tuyên bố, nào, ta mời tất cả kiếm khách tham gia đại hội đến đại đường xem lễ, khai phong cho thần kiếm. Không bao lâu sau, ngoại trừ kiếm khách đã chết, những người còn sống đều được mời về đại đường. Sau đó chính là thời khắc chứng kiến kỳ tích, à không, là thời khắc chứng kiến thần kiếm khai phong. Đưa tế phẩm ra, cao đại quản gia đứng phía dưới chủ tọa, cao giọng quát to. Vừa dứt lời, thiếu nữ duyên dáng tay chân đều bị xiềng xích được hai thị tỳ nâng đỡ, chậm rãi bước đến bên cạnh lôi đài. Đốt kiếm lô, cao đại quản gia hô một tiếng. Lôi đài lại được tách ra hai bên, một lần nữa lộ ra kiếm lô bên dưới, ngọn lửa bừng bừng giấy lên, nóng đến mức người trong đại sảnh đều cảm thấy không chịu nổi. Thăng thần kiếm, ngọn lửa trong lò chảy ngang, thần kiếm vốn chỉ nhìn thấy chuôi kiếm đột nhiên run lên, giống như một con rồng lửa từ bên trong luyện lô chậm rãi bay lên, lơ lửng giữa không trung. Ném tế phẩm. Hai thị nữ dìu thiếu nữ chậm rãi bước lên kiếm lô hừng hực lửa. Thiếu nữ có chút sợ hãi, bước chân không khỏi thoái lui về phía sau, nhưng lại bị hai thị nữ to lớn chống đỡ, cưỡng ép đẩy về phía kiếm lô. Ta không muốn chết, cha, ta không muốn chết. Thiếu nữ ngẩng đầu nhìn Kiếm Cửu Minh, đau khổ cầu khẩn. Mặt Kiếm Cửu Minh vẫn không chút biểu cảm, thản nhiên vung tay lên, đừng lề mề nữa. Nếu làm trễ nãy giờ lành khai phong, mạng chó hai người các ngươi góp vào luôn đi. Hai thị tỳ bị dọa sợ, ôm lấy thiếu nữ đang sợ hãi ném thẳng vào trong lò. Khoan đã, buông cô bé kia ra. Kiều Tiểu Kiều nhìn không nổi nữa, hét to với hai thị tỳ, cao giọng nói, để khai phong thần kiếm chẳng lẽ phải hiến tế một mạng người sao? Kiều Tiểu Thư yên tâm đừng vội. Kiếm Cửu Minh mở miệng giải thích, thần kiếm chính là thần binh đương thời. Nếu không hiến tế, chỉ sợ không cách nào làm cho kỳ phong đạt đến trạng thái cao nhất. Đây chính là phương pháp khai phong chú kiếm Sơn Trang lưu truyền vạn năm. Ngươi không biết chúng ta cũng không trách, nhưng đừng cắt ngang tiến trình hiến tế khai phong. Như vậy, phẩm chất thần kiếm sẽ bị tổn hại. Kiều Tiểu Kiều lạnh giọng quát, chỉ vì một binh khí mà hiến tế cả một mạng người, các ngươi không cảm thấy tàn nhẫn sao? Tàn nhẫn, Kiếm Cửu Minh không hiểu, vì sao Kiều Tiểu Thư lại nói như vậy? Kiều Tiểu Kiều hỏi ngược lại, các ngươi có hỏi qua ý kiến của cô bé kia không? Nàng có đồng ý hiến tế sinh mệnh bản thân mình không? Có thể được khai phong cho thần kiếm chính là vinh quang vô thượng của tiểu nữ. Nó cảm kích còn không kịp, tại sao lại từ chối chứ? Kiếm Cửu Minh mỉm cười, tuyệt không cảm thấy có vấn đề gì, hơn nữa, hiến thân cho thần kiếm chính là sứ mệnh của nữ nhân kiếm thị ta. Nó cũng không thể nào từ chối được. Thanh Kiếm Châu là nơi kiếm khách tập trung, cũng là nơi thịnh hành rèn đúc kiếm. Ngoại trừ chú kiếm Sơn Trang, chú kiếm lô to nhỏ có hơn 1 vạn cái. Chú kiếm sư đúc ra thần kiếm sẽ hiến thiếu nữ làm tế phẩm vốn là thao tác lưu truyền trên vạn năm. Cho nên, đại đa số kiếm khách đều lạnh lùng nhìn xem, cũng không cảm thấy có chỗ nào không ổn. Chỉ là một nữ tử, có thể hiến thân cho thần kiếm, đó chính là phúc phận tu được 8 đời. Một kiếm khách nhìn không được quát lớn. Kiều Tiểu Kiều nhìn sang vị kiếm khách vừa mới lên tiếng,
lạnh lùng nói, nếu là phúc phận tu luyện 8 đời, vậy tại sao không thấy ngươi nhận phúc phận này đi, lại để cho một nữ tử yếu đuối đi chết chứ? Ngươi, gã kiếm khách bị Kiều Tiểu Kiều làm cho cứng họng, vội chống chế, ngươi đúng là cưỡng tử đoạt lý. Hiến tế nữ tử là quy củ do chú kiếm đại sư kiếm tử ma ra quyết định từ vạn năm trước. Năm đó, ông cũng hiến tế tiểu nữ nhi của mình, mới khiến cho thần kiếm chính khí danh chấn tiên vân đại lục. Đúng vậy, hiến tế thiếu nữ chính là truyền thống trên vạn năm của Thanh Kiếm Châu, chẳng lẽ ngươi muốn đối kháng với truyền thống, với kiếm tử ma ra hay sao? Lại một kiếm khách nhịn không được quát lớn. Không đúng, khi Kiều Tiểu Kiều còn ở đảo Thần Tiên, nàng đã từng xem qua sách sử Thanh Kiếm Châu trong điển khố cơ thị Hoàng Triều. Nàng lập tức phản bác, căn cứ theo ghi chép bên trong Thanh Kiếm Châu chí, năm đó kiếm tử ma ra đúc thành thần kiếm chính khí, tiểu nữ nhi trượt chân rơi xuống kiếm lô. Ông ta quá hối hận, cũng tự động nhảy vào trong kiếm lô luôn, khi đó mới khiến cho thần kiếm được khai phong, chính khí trực chỉ vân tiêu. Cho nên, thần kiếm là vì ông ta mà được khai phong. Cho dù hình thành truyền thống, cũng phải hiến tế nam nhân mới đúng, tại sao lại biến thành hiến tế thiếu nữ? Đơn giản nam nhân các ngươi đều là loại tham sống sợ chết, lấn yếu sợ mạnh mà thôi. Lời này mắng gã kiếm khách mặt đỏ đến mang tai, muốn phản bác nhưng lại không biết nên nói cái gì, đành phải xoay chuyển lời nói, kiến thức của hai nữ nhân này quá thiển cận, chẳng biết cái gì là kiếm đạo, cái gì là khai phong. Đừng nói nhảm nữa, thế này thì chậm trễ thời cơ khai phong thần kiếm. Kiếm trang chủ, hai nữ nhân này thật sự làm nhục kiếm đạo, mau đuổi bọn họ đi đi. Hai tiện nhân kia lại dám vũ nhục truyền thống vạn năm của Thanh Kiếm Châu, bọn họ chính là muốn chết. Đánh chết bọn họ, khôi phục uy danh Thanh Kiếm Châu ta. Tất cả im miệng cho ta. Trường kiếm Cố Hàm Xương vung lên, xương khí tràn ra, khiến đám kiếm khách đang kêu gào toàn thân phát lạnh, thiếu chút nữa bị đông thành băng. Mọi người lập tức câm như hến. Quả nhiên như Kiều Tiểu Kiều đã nói, tất cả đều chỉ là hạng người lấn yếu sợ mạnh. Kiếm trang chủ, ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi. Cố Hàm Xương nhìn kiếm Cửu Minh. Kiếm Cửu Minh cũng bị linh áp khổng lồ Cố Hàm Xương phát ra chấn nhiếp, chậm rãi đáp, Cố tiểu thư có gì cứ nói thẳng. Nếu ta là kiếm khôi, có phải thanh thần kiếm này thuộc về ta? Cố Hàm Xương thản nhiên hỏi. Căn cứ theo quy củ kiếm hội, xác thực như thế. Kiếm Cửu Minh gật đầu, nhưng lại do dự, nhưng bây giờ thần kiếm chưa được khai phong, nếu... Vậy là được, Cố Hàm Xương cũng lười nói thêm câu nào, lớn tiếng nói, bây giờ ta tuyên bố, kiếm của ta không cần khai phong, lập tức thả cô bé kia ra. Lời nói của nàng lập tức khơi dậy ngàn con sóng. Đám kiếm khách vốn đang kinh hãi một lần nữa kích động hẳn lên. Cố Hàm Xương quả thật đang khiêu khích dây thần kinh mẫn cảm nhất của bọn họ, khiêu chiến truyền thống sừng sững vạn năm của Thanh Kiếm Châu. Nó không chỉ là lửa giận của kiếm khách có mặt ở đây mà còn là toàn bộ Thanh Kiếm Châu, thậm chí là nam kiếm tu. Nhưng Cố Hàm Xương vẫn không sợ, nàng muốn chấp hành theo kế hoạch mà Kiều Tiểu Kiều đã nói tối hôm qua. Có một số việc tưởng chừng như phi lý nhưng muốn lật đổ thì lại rất khó. Điều này không liên quan đến đúng sai, bọn họ chỉ muốn bảo vệ quyền lực của mình mà thôi. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương chỉ muốn cứu đứa bé gái bị hiến tế, thuận tiện phá bỏ quy củ, nhưng tất cả kiếm khách Thanh Kiếm Châu lại coi hành động này là khiêu khích bọn họ. Trên diễn võ trường, tất cả kiếm khách đều rút kiếm chỉ vào Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương, dùng linh áp uy hiếp cũng vô dụng. Cố Tiểu Thư, Kiều Tiểu Thư, nếu hai vị thành tâm đến tham gia kiếm hội, ta mong các ngươi nên tuân thủ quy củ kiếm hội. Kiếm Cửu Minh thu lại nụ cười, lạnh giọng nói, nếu các ngươi khăng khăng muốn phá hư quy củ, bổn trang chủ cũng đành thu hồi thần kiếm, kiếm khôi lần này không tính. Chỉ vì một thanh kiếm, lại muốn hiến tế một mạng người. Gương mặt xinh đẹp của Kiều Tiểu Kiều lạnh lại, tức giận nhìn những người trước mặt. Thiết Thanh Phong lên tiếng, xem ra các ngươi minh ngoan bất linh. Người đâu, mau bắt hai người lại cho ta. Kiều Tiểu Kiều đưa mắt nhìn Võ Cửu. Bành! Vừa dứt lời, Thiết Thanh Phong đã bị đạp ngã lăn xuống đất, cả người thất điên bát đảo, trên ngực vẫn còn dấu chân. Võ Khâm Sai, người đang làm gì thế? Sau khi bình tĩnh lại, Thiết Thanh Phong quát hỏi. Ý của ta là muốn ngươi thành thật lại. Võ Cửu lạnh lùng nhìn chằm chằm Thiết Thanh Phong, nếu ngươi dám di chuyển dù chỉ một chút, bổn Khâm Sai sẽ xử quyết ngươi ngay tại chỗ. Nói xong, hắn ta quay sang nhìn kiếm Cửu Minh, ngươi, cũng giống như vậy. Thiết Thanh Phong gầm thét, ngươi dám. Vì sao ta lại không dám?
Võ Cửu đằng đằng sát khí, ta là Khâm Sai, có được đặc cách hoàng quyền. Muốn làm thịt ngươi, một chút cũng không có vấn đề. Hừ, nơi này chính là Thanh Kiếm Châu, không phải Lam Kinh. Sắc mặt Thiết Thanh Phong nghiêm lại, lạnh giọng quát, lão phu mới là chủ nhân của Thanh Kiếm Châu. Có ai không, giết hắn ta cho ta. Đám phủ vệ, bao gồm một số kiếm khách xông về phía trước, muốn nghĩ cách cứu viện Thiết Thanh Phong, tru sát Võ Cửu. Võ Cửu tiện tay móc một tấm lệnh bài trong ngực ra, thản nhiên nói, đây là phiếu miểu lệnh. Chỉ cần ta rót linh thức vào, phiếu miểu tiên môn sẽ phái một tiên nhân hóa thần kỳ đến. Đến lúc đó, toàn bộ Thanh Kiếm Châu sẽ bị san thành bình địa. Nghe xong, đám phủ vệ và kiếm khách ngẩn cả người. Bọn họ đương nhiên đã nghe qua đại danh phiếu miểu lệnh. Phiếu miểu tiên môn là đệ nhất tiên môn hoàng triều cơ thị. Lệnh bài này chỉ phát cho hoàng tộc cơ thị. Khâm Sai trước mắt có được lệnh bài này, hiển nhiên thân phận không tầm thường. Cho dù ngươi có phiếu miểu lệnh thì như thế nào? Thiết Thanh Phong giãy giụa, ta là Châu Mục, là đại tướng biên cương do đích thân cơ nữ hoàng bổ nhiệm. Lão phu không phạm đại tội gì, chẳng lẽ lão phu bị giết mà không có lý do sao? Võ Cửu cười lạnh, cấu kết ma giáo, ý đồ lật đổ hoàng triều. Tội danh này có đủ không? Ngươi đang đặt điều nói xấu. Thiết Thanh Phong nói, hai nữ nhân kia mới là yêu nhân ma giáo. Ngươi không bắt bọn họ thì thôi, lại còn nhằm vào lão phu. Lão phu có lý do hoài nghi thân phận Khâm Sai của ngươi là giả. Cho nên ta mới nói ngươi là yêu nhân ma giáo. Võ Cửu hỏi ngược lại, ngươi có biết thân phận của bọn họ là gì không mà dám vu oan cho bọn họ? Thiết Thanh Phong biến sắc, nhưng vẫn kiên trì nói, bọn họ chính là yêu nhân ma giáo. Quả nhiên chưa thấy quan tài chưa đổ lệ. Võ Cửu lắc đầu, trịnh trọng nói, hai vị này chính là Thiên Phi nương nương của đảo Thần Tiên. Ngươi nói bọn họ là yêu nhân ma giáo, ngươi không phải tự tìm đường chết thì là cái gì? Đảo Thần Tiên, Thiên Phi nương nương, Thiết Thanh Phong mở to mắt, không thể tin nổi. Ở Tiên Vân Đại Lục, đảo Thần Tiên là một nơi vô cùng thần thánh. Mặc dù chỉ xuất hiện có mấy tháng nhưng truyền thuyết liên quan đến nó không hề ngừng lại. Năm đó, nữ hoàng được chọn đến thiên giới. Sau đó kết giao với ba mươi mấy vị tiên nữ thiên giới, người nào cũng có tu vi độ kiếp kỳ. Để trợ giúp Tiên Vân Đại Lục trở thành tinh cầu tu tiên cường đại, hơn 30 vị tiên nữ đã theo nữ hoàng giáng xuống đại lục. Cơ nữ hoàng đã từng ban bố chính lệnh, phong tất cả tiên nữ trên đảo Thần Tiên là Thiên Phi nương nương, thấy bọn họ giống như thấy nữ hoàng, ngay cả quyền lực cũng ngang bằng. Kiều Tiểu Kiều cũng không che giấu, phóng ra linh áp tu vi độ kiếp kỳ, chúng ta đích thật đến từ đảo Thần Tiên. Chúng ta đến đây là vì chuyện của Vạn Hỏa giáo, không nghĩ đến, chúng ta lại bị xem là người trong ma giáo. Ngươi thật là Thiên Phi nương nương. Thiết Thanh Phong nghĩ đến hành động của mình trước đó, mặt lập tức xám như tro, đã đến Thanh Kiếm Châu, vì sao các ngươi lại không để lộ thân phận? Với tu vi của các ngươi, muốn tiêu diệt Vạn Hỏa giáo dễ như trở bàn tay. Muốn tiêu diệt yêu nhân ma giáo xác thực rất dễ dàng. Kiều Tiểu Kiều nói, nhưng đám người đó giống như chuột. Nếu chúng ta để lộ thân phận, bọn chúng chỉ sợ đã trốn mất tăm mất tích. Bây giờ thì khác, ta có thể xác định vị hỏa sứ kia đang ở trong đám người các ngươi, tất nhiên không cần che giấu nữa. Kiều Tiểu Kiều nói xong, tất cả đều giật mình, vội cảnh giác nhìn người chung quanh. Mặc dù bọn họ chưa từng kinh qua sự kinh khủng của Vạn Hỏa giáo, nhưng vẫn có thể nghe được từ miệng của những người đã từng lĩnh giáo qua, tất nhiên cũng phải sinh lòng e ngại. Kiều tiên tử, ngươi nói Vạn Hỏa giáo đang ở đây. Kiếm Cửu Minh giật mình, vội vàng hỏi, không biết hắn ta rốt cuộc là ai. Kiều Tiểu Kiều liếc nhìn mọi người, thản nhiên nói, cụ thể là ai, nói ra cũng vô ích. Để ta cho các ngươi tận mắt chứng kiến. Kiều tiên tử có biện pháp khiến hắn ta hiện hình. Kiếm Cửu Minh có chút ngoài ý muốn, yêu nhân ma giáo đều có bản lĩnh ngụy trang thành người bình thường. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến bọn họ rất khó tiêu diệt. Kiều Tiểu Kiều nhìn vào những người có mặt, chậm rãi nói, chỉ cần hỏa khí đạt đến một trình độ nhất định, người của Vạn Hỏa giáo nhất định sẽ hiện ra bạch cốt khô lâu tướng. Vậy thì tốt quá, Kiếm Cửu Minh mỉm cười, chú Kiếm Sơn Trang không có cái gì khác, nhưng hỏa khí thì tích lũy vô số. Bây giờ, ta sẽ để cho tất cả kiếm lô khai hỏa. Kiều Tiểu Kiều khoát tay, vẫn còn chưa đủ. Chưa đủ, vậy thế nào mới đủ? Kiếm Cửu Minh không hiểu hỏi, trong sơn trang không có linh vật nào có thể phóng ra lửa. Có, Kiều Tiểu Kiều nhìn thanh thần kiếm đang lơ lửng bên trên.
Toàn thân kiếm cửu minh run lên, lắc đầu liên tục, không, không thể nào như vậy được. Thần kiếm là tâm huyết đời thứ ba của lão phu ta, góp nhặt hỏa khí ngàn năm mới có thể chế tạo được một thanh. Hơn nữa, cho dù kiều tiên tử muốn dùng, không khai phong cũng không phát huy được hiệu dụng lớn nhất của nó. Không cần khai phong, Cố Hàm Xương thản nhiên nói, chỉ cần đánh nát nó, tất nhiên có thể tản ra hỏa khí đầy đủ. Kiếm cửu minh lắc đầu cười khổ, đây chính là thần kiếm, cho dù không khai phong, cũng không phải phàm binh có thể đánh nát. Ta có thể đánh nát nó, Cố Hàm Xương nói mà không hề có biểu cảm gì. Đây chính là thần kiếm ngàn năm mới có được. Kiếm cửu minh đột nhiên nhớ đến Thiên Phi nương nương đảo thần tiên đều có tu vi độ kiếp kỳ, xác thực có thể đánh nát thần kiếm. Ông lập tức cầu khẩn, Cố tiên tử, tuyệt đối đừng làm như vậy. Đây là tâm huyết đời thứ ba của chú kiếm Sơn Trang, cũng là hy vọng của mấy chục vạn kiếm khách Thanh Kiếm Châu. Ngươi có thể lấy nó đi nhưng đừng làm hỏng nó. Cái gọi là thần kiếm này, trong tay ta lại không đáng một đồng. Cố Hàm Xương quay người đối mặt với thanh trường kiếm đỏ bừng, đột nhiên vận linh khí toàn thân huy kiếm chém xuống. Ngươi muốn làm gì? Dừng tay, kiếm cửu minh mở to mắt như muốn rách cả mí mắt, thậm chí không quan tâm đến an nguy của bản thân, vọt đến trước mặt thần kiếm, muốn ngăn lại kiếm của Cố Hàm Xương. Đáng tiếc, vẫn trễ. Hai kiếm va chạm nhau, một luồng linh áp mãnh liệt như biển gầm thổi tới, khiến tất cả mọi người có mặt tại diễn võ trường không cách nào đứng thẳng. Cạch! Một tiếng vang giòn, thần kiếm vô sự nhưng kiếm của Cố Hàm Xương lại bị nát. Ta đã nói rồi mà, thần kiếm không thể bị phàm binh phá hư. Kiếm cửu minh thở phào một hơi, nói với Cố Hàm Xương và Kiều Tiểu Kiều, hai vị tiên tử, các ngươi nên tìm phương pháp khác để tìm yêu nhân ma giáo đi. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương đều im lặng không nói, chỉ thản nhiên nhìn thanh thần kiếm. Cái này, kiếm cửu minh đưa mắt nhìn thần kiếm, nhìn thấy hỏa khí khuấy động bên trong thần kiếm, sau đó từng bạch cốt khô lâu hiện ra. Toàn bộ diễn võ trường, ngoại trừ Kiều Tiểu Kiều, Cố Hàm Xương và Võ Cửu, cũng chỉ có kiếm cửu minh, Thiết Thanh Phong và thiếu nữ là còn duy trì hình dáng bình thường, những người còn lại đều lộ ra bạch cốt khô lâu tướng. Kiếm trang chủ, Thiết Đại Nhân, các ngươi có bao giờ nghĩ đến cảnh tượng này chưa? Kiều Tiểu Kiều mỉm cười hỏi kiếm cửu minh và Thiết Thanh Phong. Kiếm cửu minh nói không ra lời, Thiết Thanh Phong lại càng sợ mất mật. Ông ta vạn lần không nghĩ đến con của mình cũng là người của Vạn Hỏa Giáo. Ông ta không thể chấp nhận được sự thật này. Một số là bản tướng, một số khác bị ô nhiễm, vẫn còn khả năng cứu được. Cố Hàm Xương nhìn bạch cốt khô lâu đằng trước, chậm rãi nói. Đám kiếm khách hóa thành bạch cốt khô lâu bị bại lộ chân tướng, cũng không che giấu nữa. Chúng ta giết những người đó, cướp hỏa mạch thần kiếm đi. Trên đầu Tiêu Thính Vũ xuất hiện hỏa tinh, ra lệnh cho những người khác. Để ta đến lấy thần kiếm. Vân Tề Liệt thả người nhảy lên, đưa tay chộp tới thần kiếm đang lơ lửng giữa trời. Đáng tiếc, hắn ta vừa mới chạm vào thần kiếm, lập tức bị một luồng hỏa khí mãnh liệt thiêu đốt thành tro. Kiếm cửu minh vô thức nói, hỏa khí thần kiếm vẫn còn, không thể chạm trực tiếp, nhất định phải sử dụng tàng hỏa sao thì mới có thể gỡ xuống. Vừa dứt lời, ông cũng cảm thấy không được bình thường. Tại sao ông lại phải đi nói điều này cho yêu nhân ma giáo chứ, không khỏi cả kinh che lấy miệng. Võ Cửu một cước đáp bay kiếm cửu minh. Đi lấy tàng hỏa sao đi. Tiêu Thính Vũ ra lệnh cho một trang đinh đi lấy tàng hỏa sao. Tất cả những người còn lại tập trung bao vây Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Xương. Hắn ta biết, nếu không giải quyết đám nữ nhân này, cho dù hắn ta có lấy được thần kiếm cũng khó thoát khỏi cái chết. Bại nhiều lần như thế, các ngươi còn cảm thấy mình có phần thắng sao? Cố Hàm Xương khinh thường hỏi ngược lại. Tiêu Thính Vũ lạnh giọng trả lời, trường kiếm của ngươi đã bể, không còn chỗ dựa vào. Giết ngươi cũng chẳng phải việc gì khó. Ai nói ngươi kiếm của ta đã nát? Cố Hàm Xương lạnh nhạt hỏi lại. Mọi người đều tận mắt nhìn thấy, chẳng lẽ không đúng sao? Tiêu Thính Vũ cười lạnh không thôi. Dĩ nhiên không phải rồi. Nát chính là thanh thần kiếm đó. Cố Hàm Xương bỗng nhiên đưa tay chỉ, thanh thần kiếm đang lơ lửng bỗng nhiên răng rắc một tiếng, biến thành hỏa khí bay về phía đầu ngón tay của nàng, ngưng kết thành một thanh kiếm màu xanh đỏ giao nhau, đây mới là kiếm của ta. Ngươi đã dung hợp hỏa mạch thần kiếm vào kiếm của mình sao? Trong mắt đám người Tiêu Thính Vũ như muốn rớt ra. Kiếm cửu minh cũng kinh thán không thôi, hét lên, bên trong thần kiếm là hỏa khí ngàn năm, tại sao lại có thể bị hóa giải một cách dễ dàng như thế? Nếu ngươi có được tu vi độ kiếp kỳ,
ngươi cũng có thể làm được. Thiết Thanh Phong hừ lạnh một tiếng, nét mặt biến ảo chập chờn, cũng không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Khi Cố Hàm Sương còn ở trái đất, nàng chỉ là một tu tiên giả bình thường. Mặc dù thiên phú kiếm đạo của nàng rất cao, nhưng trở ngại tu vi, kiếm thuật của nàng cũng không tiến bộ quá lớn. Cho đến khi nàng gặp được Hạ Thiên, tu vi không ngừng tăng lên, kiếm thuật cũng đạt đến hóa cảnh. Về sau, khi mọi người đến Tiên Vân Đại Lục, gặp được Cơ Nữ Hoàng, được nữ hoàng trọng điểm dạy dỗ, bồi dưỡng, cộng thêm mấy môn kiếm pháp thượng thừa của Phiếu Miểu Tiên Môn, rốt cuộc kiếm thuật của nàng đã đại thành. Các ngươi ai là hỏa sứ? Cố Hàm Sương cầm ngang trường kiếm trước người, ánh mắt sắc bén nhìn mọi người, hàn khí và hỏa khí trên thân kiếm giao nhau, giống như ngọn lửa băng quỷ dị, khiến người ta nhìn mà sợ hãi. Có người không khỏi khinh miệt hừ một tiếng, ngươi cho rằng chúng ta sẽ nói sao? Vèo! Cố Hàm Sương cũng lười nói nhảm, một kiếm đâm qua, hàn khí âm u chém người kia thành một tòa băng điêu, bên dưới băng điêu lại có ngọn lửa màu u lam dâng lên, đốt cháy da thịt, xương cốt, thậm chí cả thần hồn. Người kia không khỏi phát ra tiếng kêu thảm, nhưng không cách nào tiêu trừ sự thống khổ, càng không có cách nào thoát khỏi. Chiêu này dọa sợ những người còn lại, ánh mắt bọn họ đều toát lên sự kinh hoàng. Nghiêm chỉnh mà nói, bọn họ không sợ chết, nhưng sợ những tình huống sống không bằng chết. Không nói cũng không sao, vừa lúc ta cũng lười lãng phí thời gian. Cố Hàm Sương cũng không có ý định dây dưa, lạnh nhạt nói. Ta nói, quả nhiên có người sợ, lập tức quăng kiếm quỳ xuống, Tiêu Thính Vũ chính là hỏa sứ. Đúng, chính hắn ta biến chúng ta thành giáo chúng. Cũng là hắn ta nghĩ ra kế hoạch mưu đoạt hỏa mạch thần kiếm. Chấm. Đã có người dẫn đầu, không bao lâu sau, người quăng kiếm càng lúc càng nhiều. Một đám người quỳ bên trong đại đường. Được rồi, Tiêu Thính Vũ không ném kiếm trong tay, chỉ tra nó vào vỏ, lạnh lùng nhìn Cố Hàm Sương và Kiều Tiểu Kiều, các ngươi thắng, nhưng thánh giáo phục sinh là thiên mệnh, thế không thể đỡ. Mặc dù ta bại nhưng đồng đạo của ta nhất định có thể thành công. Lão Tổ chắc chắn sẽ trở về. Lúc đó, Tiên Vân Đại Lục sẽ cháy lên phong hỏa thánh giáo ta. Hắn ta đang định tự vận, mau ngăn hắn ta lại. Kiều Tiểu Kiều lập tức cảm thấy có chút không ổn, vội hô một tiếng với Cố Hàm Sương. Đáng tiếc vẫn muộn, gần như cùng một lúc Cố Hàm Sương xuất kiếm, toàn thân Tiêu Thính Vũ dấy lên một luồng yêu hỏa, trong chớp mắt nuốt sạch hết cả người. Lửa này quá yếu, không tương xứng với truyền thuyết, Cố Hàm Sương lẩm bẩm. Trong kiếm khách phản bội có người lên tiếng giải thích, bởi vì Tiêu Thính Vũ chỉ là thế thân cho hỏa sứ chuyển thế mà thôi, thực lực 10 không còn 1. Cho nên hắn ta mới có ý định tranh đoạt hỏa mạch thần kiếm, dùng hỏa khí ngàn năm bên trong để thức tỉnh tu vi đã bị phong cấm. Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương kiểm tra lại những người này, xác thực không phát hiện đại lão ẩn tàng. Hai người phế đi toàn bộ tu vi của những người còn lại, tránh trong thời khắc cuối cùng xuất hiện tình huống lật xe. Về phần kiếm Cửu Minh và Thiết Thanh Phong, cùng với một số việc vặt, Kiều Tiểu Kiều và Cố Hàm Sương cũng lười quan tâm, quyết định lưu lại cho Võ Cửu. Để hắn ta dùng thân phận khâm sai ở lại Thanh Kiếm Châu giải quyết cho tốt hậu quả. Hai người áp giải một đám yêu nhân ma giáo cùng với thiếu nữ trở về Lam Kinh. Trên trái đất, Triệu gia. Hạ Thiên đang đi chơi với Bạch Tiêm Tiêm được 2 ngày thì bị một cuộc điện thoại của Triệu Thanh Thanh gọi về Kinh Thành. Cũng không phải Triệu Thanh Thanh ghen tuông với Bạch Tiêm Tiêm, mà Tử Nhi đột nhiên phát bệnh, đang hấp hối. Các bác sĩ đều thúc thủ vô sách, nàng đành phải gọi Hạ Thiên quay về. Trong phòng Triệu Thanh Thanh, Triệu Tử Nhi trước giờ hoạt bát vui vẻ lại yếu ớt nằm trên giường, cả người gầy đi trông thấy, trên người còn phủ đầy những vệt đen đỏ giao nhau. Hôm qua ta cùng với con bé ra ngoài chơi một ngày, cũng không thấy có điều gì bất thường. Chiều nay, con bé đi học về thì biến thành như vậy. Triệu Thanh Thanh lo lắng nói với Hạ Thiên, ta đã cho người giữ lại lão sư của lớp và bạn học để tra hỏi. Đáng tiếc vẫn không có bất kỳ đầu mối nào. Triệu Tử Nhi mở mắt nhìn Hạ Thiên, tên xấu xa, có phải ta sẽ chết hay không? Mặc dù ngươi là một đứa bé phiền phức, khiến cho người ta phải chán ghét, nhưng có ta ở đây, ngươi không chết được đâu. Hạ Thiên lười biếng đáp lại một câu, sau đó lấy ra ngân châm nhanh chóng đâm lên người Triệu Tử Nhi. Triệu Tử Nhi nghe xong, nước mắt rơi xuống, ta nhất định sắp chết rồi. Trước kia, ta sợ nhất là bị trích, bây giờ ngươi đâm ta mấy lần, ta lại không thấy sợ. Cũng không thấy đau. Nói nhảm, đây là nghịch thiên bát châm của ta. Nếu ngươi cảm thấy đau mới là có vấn đề.
Hạ Thiên không khỏi trừng Triệu Tử Nhi, còn nữa, ngươi không sao rồi, cũng đừng làm bộ nằm trên giường làm ra vẻ sắp chết. Này, tên xấu xa, ngươi có biết thông cảm cho người khác không? Triệu Tử Nhi nghe xong, lập tức cảm thấy khó chịu, tức giận từ trên giường nhảy dựng lên, nói với Hạ Thiên, ta là bệnh nhân mà, lại còn sắp chết. Ngươi không thể chiều ta một chút sao? Hạ Thiên thuận miệng đáp, không thể. Tử Nhi, ngươi có thể cử động rồi à? Triệu Thanh Thanh mỉm cười, vậy thì không sao rồi. Ta đã nói rồi mà, chỉ cần sư phụ ra tay, chuyện gì cũng không có. Triệu Tử Nhi đứng trên giường ngẩn người, cúi đầu nhìn mình. Cơ thể của cô bé đã hoạt động một cách tự nhiên, những điểm lấm tấm khó coi cũng đang nhanh chóng biến mất. Quá tốt rồi, ta không chết nữa. Triệu Tử Nhi nhảy lên trên giường, ôm lấy Hạ Thiên hôn một cái, tên xấu xa, cảm ơn ngươi. Hạ Thiên đưa tay ném Triệu Tử Nhi lên giường, vẻ mặt ghét bỏ, đứa nhỏ kia, cút sang một bên, đừng chiếm tiện nghi của ta. Dù sao ta cũng là một tiểu mỹ nữ, tương lai là một đại mỹ nữ. Ta thân thiết với ngươi như thế là để mắt đến ngươi đấy. Triệu Tử Nhi bất mãn nhìn Hạ Thiên, về sau ngươi cầu ta, ta cũng không thân thiết với ngươi. Hạ Thiên nhếch miệng, ta chẳng cần người xấu xí thích ta. Ngươi nói ai xấu, Triệu Tử Nhi tức đến muốn nổ tung. Ngươi, Hạ Thiên không chút khách sáo đáp lại, dung mạo của ngươi bây giờ đã không đẹp, về sau cũng chẳng đẹp nổi lên đâu. Phổi Triệu Tử Nhi như muốn bể ra, nhất thời không biết làm sao phản bác Hạ Thiên, đành phải lăn lộn trên giường, a, ta muốn điên lên đây. Tên đại bại hoại ngươi, ta chán ghét ngươi, ngươi đi đi. Hạ Thiên lười chơi đùa với mấy đứa nhỏ như thế, hắn lập tức quay người rời khỏi phòng. Triệu Thanh Thanh an ủi Triệu Tử Nhi vài câu, sau đó theo Hạ Thiên ra ngoài. Sư phụ, Tử Nhi bị cái gì thế? Sau khi ra ngoài, Triệu Thanh Thanh lên tiếng hỏi Hạ Thiên, tại sao con bé lại mắc phải căn bệnh kỳ quái như thế? Hạ Thiên hờ hững nói, không phải bệnh mà là trúng độc. Trúng độc, Triệu Thanh Thanh cả kinh, không dám tin nói, không thể nào. Phòng hộ trong nhà ở mức cao nhất, không có người nào xảy ra vấn đề. Chẳng lẽ trúng độc trong trường? Để ta gọi cận vệ đến hỏi một chút. Một lát sau, hai thành viên bình thường của Thiên Đạo Tổ, một nam một nữ bước vào. Triệu Thanh Thanh đi thẳng vào vấn đề, hai người các ngươi bình thường phụ trách bảo vệ Tử Nhi, hôm nay các ngươi có phát hiện điều gì khác thường ở trường học không? Hai cận vệ nhìn nhau, cũng không biết chuyện gì xảy ra. Nếu nói không có gì khác thường, việc Triệu Tử Nhi trúng độc giải thích như thế nào, nhưng nếu có điều gì khác thường, bọn họ thật sự không phát hiện được chỗ nào khác thường cả. Thôi được rồi, các ngươi báo cáo lại hành trình của Tử Nhi ở trường một lần đi. Triệu Thanh Thanh nói tiếp. Lúc này, hai cận vệ mới bắt đầu thuật lại tình huống của Triệu Tử Nhi, đơn giản chỉ là mấy giờ lên lớp, mấy giờ tan học, nói chuyện với ai, ăn cái gì buổi trưa, toàn những chuyện không có gì đặc biệt. Buổi trưa con bé ăn gì? Trước đó, Triệu Thanh Thanh đã nghe bọn họ báo cáo qua, bây giờ nàng hỏi lại lần nữa, một là để xem còn có sơ hở nào không, hai là để Hạ Thiên nghe, xem Hạ Thiên có thể nghe ra được điểm gì bất thường hay không. Nữ cận vệ đáp, là cơm hộp mang từ nhà đi, sau đó sử dụng lò vi sóng của trường để hâm nóng. Triệu Thanh Thanh gật đầu, đây là chuyện mà nàng đã dặn dò, bởi vì thể chất Triệu Tử Nhi rất dễ bị dị ứng, thức ăn đều phải được làm ở nhà. Trừ phi có nàng bên cạnh thì mới ăn ngoài. Hình như trưa nay Tử Nhi có ăn một thứ đồ ăn vặt. Lúc này, nam cận vệ bỗng nhớ lại một chi tiết, lúc đó, Tử Nhi có ăn một chút, cảm thấy khó ăn quá nên nôn ra. Cho nên chúng ta cũng không quá để ý. Thức ăn gì thế? Triệu Thanh Thanh đột nhiên cảnh giác, ai đã mang thức ăn vặt đó đến? Nam cận vệ chăm chú suy nghĩ, một lát sau mới đáp, là nữ lão sư trong lớp của cô bé Phát. Đứa nào trong lớp cũng có, mấy bạn nhỏ khác đều ăn nhưng hình như không ai xảy ra chuyện. Triệu Thanh Thanh nghe xong, vô thức muốn phái người đi bắt nữ lão sư kia lại, nhưng rất nhanh nàng đã bình tĩnh, dặn dò hai người, bây giờ các ngươi đi tìm loại đồ ăn vặt đó mang đến cho ta. Vâng, hai cận vệ gật đầu, sau đó quay người rời đi. Hạ Thiên mỉm cười nói, Thanh Thanh nha đầu, dáng vẻ khi ngươi ra lệnh rất có khí phách. Đương nhiên rồi. Ta là Triệu Thanh Thanh mà. Triệu Thanh Thanh ngạo nghễ nói, cũng chỉ có sư phụ ngươi mới khiến ta cam tâm tình nguyện tâm phục khẩu phục. Còn lại ta không sợ bất kỳ người nào khác. Nói xong, nàng bỗng nhiên nghĩ đến điều gì đó, vừa cười vừa bổ sung, đương nhiên, ta cũng rất tôn trọng mấy cô vợ của sư phụ, ngoại trừ nữ nhân xấu Y Tiểu Âm.
vợ y y không phải nữ nhân xấu. Hạ Thiên khoát tay, thuận miệng nói, về sau ngươi sẽ hiểu nàng ấy thôi. Cái khác đều dễ nói, nhưng cái này, ta không nghe theo ngươi đâu. Triệu Thanh Thanh lắc đầu, thẳng thắn từ chối, sư phụ tốt với nàng ta như vậy, nàng ta lại luôn dựa vào đó, ta thật sự không quen nhìn. Hơn nữa, trước kia nàng ta còn. Ngươi nói mà không chán à? Hạ Thiên ngáp một cái, chúng ta đi ngủ đi. Triệu Thanh Thanh sửng sốt, a, bây giờ đã ngủ rồi sao? Không phải à? Hạ Thiên hỏi lại. Triệu Thanh Thanh nghĩ thầm, mấy việc đó chẳng cần phải chọn thời gian, huống chi bây giờ Triệu Tử Nhi đã không sao, muốn điều tra sự việc cũng cần thời gian, thế chuyện kia cớ sao lại không làm. Đêm khuya, Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên vận động cả mấy giờ, cảm thấy hơi đói bụng, cả hai dự định ra ngoài ăn chút gì đó. Hai người ra ngoài, bước vào trong một con hẻm nhỏ, cuối cùng chọn một quán thịt cũng không tệ lắm nằm tại một góc vắng vẻ. Lúc này, trong tiệm cũng không có quá nhiều người, tuy nhiên, khi Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên bước vào vẫn dẫn đến sự náo loạn nho nhỏ. Thật sự là ngoại hình của Triệu Thanh Thanh hiện tại quá đẹp, gần như có thể so sánh với những nữ minh tinh đang nổi tiếng. Nàng đi cùng Hạ Thiên trông rất bình thường, không thể không khiến người ta sinh lòng hiếu kỳ. Cô gái này đẹp thật, chẳng khác nào tiên nữ. Ngươi đã nhìn thấy tiên nữ lần nào chưa? Nói vậy là nói mò, nhưng nàng ấy thật sự xinh hơn mấy cô nữ minh tinh nhiều. Nhìn quen mặt lắm, không phải nữ minh tinh nào đấy chứ? Không phải đâu, nam nhân bên cạnh nàng ấy là ai thế? Nhìn quê quá. Không chịu nổi nữa rồi, ta nhất định phải đăng lên WeChat. Mọi người bàn tán ầm ĩ, chỉ trỏ hai người. Triệu Thanh Thanh đã không còn cảm thấy kinh ngạc, bình thản chọn món. Nàng hỏi Hạ Thiên, sư phụ, người muốn ăn cái gì? Tùy ý, chỉ cần số lượng đừng ít quá là được. Chuyện ăn uống, đối với Hạ Thiên từ trước đến nay lượng nhiều hơn chất. Hắn hoàn toàn chẳng có hứng thú với hương vị. Thật ra, hắn bị mù vị, cho nên hắn chẳng quan tâm đồ ăn có ngon hay không. Triệu Thanh Thanh tùy tiện chọn vài món, đặc biệt là những món thịt, món nào cũng gọi số lượng gấp 10. Nhân viên phục vụ nghe yêu cầu của Triệu Thanh Thanh, không khỏi sửng sốt. Đừng lo lắng, cứ theo lời ta nói mà làm, sẽ không thiếu tiền các người đâu. Triệu Thanh Thanh phẩy tay đuổi nhân viên phục vụ đi. Trong lúc Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh đang chờ đợi, có mấy nam nhân nhìn không được tiến lên bắt chuyện. Mỹ nữ, chúng ta làm quen một chút đi. Một người đội mũ lưỡi chai móc ngược, đeo bông tai xăm mình ra vẻ phóng khoáng, ta tên A Hào, tất cả mọi người đều gọi ta là Hào ca. Các ngươi ăn gì, hôm nay ta mời. Mọi người làm quen với nhau, như thế nào? Triệu Thanh Thanh mỉm cười hỏi, người muốn thanh toán tiền à? Thế thì cần không ít tiền đâu nhé. Đương nhiên rồi, gã thanh niên xăm mình gật đầu, ba người bạn đi cùng với hắn ta lập tức thay hắn ta khoe khoang. Mỹ nữ, người yên tâm đi, Hào ca có tiền. Hôm qua Hào ca còn bao hết quán ăn đêm. Các ngươi xem như may mắn, Hào ca thích nhất là kết giao bằng hữu. Triệu Thanh Thanh thấy Hạ Thiên không phản ứng, cười nói, khẩu vị của ta và bạn trai không thấp. Thôi đi, để chúng ta tự trả tiền là được. Gã thanh niên xăm mình nghe Triệu Thanh Thanh nhắc đến hai chữ bạn trai, tất nhiên biết rõ nàng muốn đuổi người, nhưng đám lưu manh đường phố như hắn ta từ trước đến giờ không cần mặt mũi. Có bạn trai thì thế nào, hắn ta xua tay, đừng, đã nói là kết giao bằng hữu, ta cũng không có ý gì khác. Hai vị cứ yên tâm mà ăn, hóa đơn này Hào ca ta đã định. Cam đoan bao no, ăn bao nhiêu trả tiền bấy nhiêu. Vừa dứt lời, hắn ta nhìn thấy hai nhân viên phục vụ đẩy một xe thức ăn đến, trên xe chất đầy thịt, còn có hải sản ngon nhất, chẳng những đắt tiền mà số lượng còn gấp 10. Tất cả đều do các ngươi gọi. Gã thanh niên xăm mình nhìn thấy xe đẩy thức ăn, không khỏi ngẩn cả người. Hắn ta nhìn thấy trên xe xếp chỉnh tề những dĩa thịt bò hảo hạng, còn có hải sản cao cấp. Một xe đẩy này đoán chừng cũng phải 2-3 vạn. Triệu Thanh Thanh mỉm cười, đúng, nhưng mới có một nửa, người có muốn tính tiền không? Muốn, đương nhiên là muốn rồi. Lúc này, gã thanh niên xăm mình liếm môi một cái, nhưng mỹ nữ, không phải ta không nhắc nhở ngươi, ở trên cấm lãng phí lương thực. Hai ngày trước, có một đại vị vương đã bị tố cáo ăn giả. Ngươi đừng lặp lại sai lầm. Chúng ta đâu có quay clip ăn uống, cho nên cũng đâu cần phải ăn giả. Triệu Thanh Thanh bắt đầu nướng thịt cho Hạ Thiên, ăn bao nhiêu thì kêu bấy nhiêu, tuyệt không lãng phí. Chuyện phát sinh sau đó khiến gã thanh niên xăm mình phải đứng hình.
Triệu Thanh Thanh nghiêm túc nướng thịt, Hạ Thiên cứ thế mà ăn, ăn một lèo hết cả xe đẩy, nhưng hai người một chút cũng không cảm thấy no. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, gã thanh niên xăm mình còn tưởng mình gặp quỷ. Mấy người bạn của hắn ta cũng xem như mở rộng tầm mắt. Các ngươi nhìn đủ chưa? Triệu Thanh Thanh bất mãn nói, ta không thích có người nhìn mình chằm chằm khi ăn. Lúc này, gã thanh niên xăm mình mới khôi phục tinh thần, liên tục khoát tay, vậy các ngươi cứ từ từ mà ăn, ta không quấy rầy nữa. Hạ Thiên cảm thấy gạt người ta một vố cũng không thành vấn đề, nhưng Triệu Thanh Thanh lại không thích. Mời sư phụ ăn là quyền lợi của nữ đồ đệ nàng, người khác còn chưa có tư cách trả. Bành! Một tiếng động vang lên, là gã thanh niên xăm mình nện một quyền xuống mặt bàn. Mấy người bạn của hắn ta không biết vì sao lại không thấy đâu, thay vào đó là một nữ nhân trẻ tuổi. Lý Lệ Lệ, con mẹ nó ngươi có ý gì? Gã xăm mình gầm thét. Nữ nhân trẻ tuổi thấy tất cả khách trong tiệm đều nhìn mình, không khỏi có chút xấu hổ, ngươi giống cái gì, không cảm thấy mất mặt sao? Người nào mất mặt, người nói cho rõ ràng, cơn tức của gã xăm mình đã xông lên đầu, không quan tâm đến nữ nhân, lão tử tái hợp với ngươi là nể mặt ngươi rồi, ngươi lại từ chối, dựa vào cái gì chứ? Thì ra là ba cái chuyện tình cảm, mấy tình huống này cũng chẳng có gì đáng kinh ngạc, khách trong quán rất nhanh mất hết hứng thú, tiếp tục ăn thức ăn của mình, ngay cả nhân viên phục vụ cũng quay lại, thức thời không tiến lên can thiệp. Nữ nhân trẻ tuổi một lần nữa năn nỉ tên xăm mình nhỏ giọng một chút, sau đó nói, ta đã giải thích qua rồi mà. Trước đó, ta không quan tâm đến gia đình phản đối mà đi với ngươi, chính là hy vọng ngươi có thể thay đổi, tìm một công việc, sau đó hai người cùng nhau cố gắng, cải thiện cuộc sống. Nhưng ngươi lại, nhưng ta làm sao, lão tử không cải tà quy chính à? Tên xăm mình mở to mắt, nói với nữ nhân trẻ tuổi, ngươi bảo lão tử thu liếm. Lão tử cũng không lui tới với anh em của mình nữa. Người bảo ta đi làm, không phải lão tử đã đi làm rồi sao? Nhưng người vẫn muốn ly hôn. Đúng, khi đó lão tử gây ra chút chuyện nên bị bắt đi tù, bây giờ không phải ta đã ra rồi à? Con mẹ nó ngươi lại không muốn tái hợp. Nữ nhân trẻ tuổi tức đến mức bộ ngực phập phồng, cắn răng nói, Trịnh Hào, ngươi còn có câu nào nói thật không? Ngươi còn dám nói dối trước mặt ta? Ngươi và đám bạn chó chết của mình đâu có chấm dứt qua lại. Các ngươi thường xuyên ra ngoài đánh bạc vào nửa đêm, ngươi tưởng rằng ta không phát hiện được sao? Ngươi nói đi làm, kết quả chưa được nửa tháng đã đánh ông chủ, bị sa thải cũng không nói cho ta biết, là về sau ta gọi điện thoại đến công ty ngươi hỏi mới biết ra. Khi còn ở cùng với ta, ngươi đã thể tuyệt đối không đánh nhau nữa. Kết quả, ngươi lại đi tù mất một năm. Ta mệt rồi, cũng chịu đủ rồi. Khi ly hôn, ta cũng đã bỏ ra 10 vạn cho ngươi, ngươi mới chịu ký tên. Bây giờ, ta mong ngươi đừng đến dây dưa với ta nữa. Tên xăm mình nghe đến mặt nổi gân xanh, mắt lộ hung quang nhìn nữ nhân trẻ tuổi, Lý Lệ Lệ, ngươi bớt làm bộ đi. Lão tử chỉ hỏi ngươi một câu, ngươi có tái hợp với ta hay không? Nữ nhân trẻ tuổi cắn chặt môi dưới, không do dự ta xin lỗi. Tốt, 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 con mẹ nó, ngươi ngon lắm. Tên xăm mình không kiềm được, nhấc chân đạp cái bàn chung quanh, tay chỉ vào nữ nhân trẻ tuổi mắng to, Lý Lệ Lệ, bây giờ tính tình của ngươi cứng rồi phải không? Ngươi thấy lão tử xuống dốc, nên không thèm nể mặt ta nữa. Ngươi có tin lão tử sẽ cho người đến cưỡng hiếp ngươi hay không? Nữ nhân trẻ tuổi thấy đối phương hung hăng, liền nói, Trịnh Hào, ngươi tốt nhất đừng có làm loạn. Ta sẽ báo cảnh sát. Báo, ngươi báo đi, bây giờ lão tử cho ngươi báo đấy. Tên xăm mình nện một quyền xuống bàn, nếu ngươi không báo, lão tử một dao đâm chết ngươi. Thấy tình huống càng lúc càng không ổn, nhưng nhân viên trong tiệm vẫn do dự, không biết có nên tiến lên khuyên can hay không. Lúc này, điện thoại di động của nữ nhân trẻ tuổi vang lên. Nàng lập tức nghe máy, alo, ta không sao, ta lập tức đến ngay. Ngươi ở đó, không phải cái tên tiểu bạch kiểm kia gọi cho ngươi chứ. Tên xăm mình nghe giọng nói vang lên trong điện thoại là của nam. Càng tức giận hơn, quả nhiên ngươi cắm sừng lão tử. Chúng ta đã ly hôn, bây giờ ta quen ai cũng không liên quan đến ngươi. Nữ nhân trẻ tuổi giải thích, huống chi, người bên ngoài là em họ ta. Nó sợ ngươi lại đánh ta nữa, cho nên nó đã đi theo ta. Đánh rắm, các ngươi chính là có gian tình, ngươi đã cắm sừng ta. Tên xăm mình đã tức lắm rồi, gương mặt đằng đằng sát khí, bây giờ lão tử sẽ đâm chết đôi cẩu nam nữ các ngươi. Nói xong. Tên xăm mình rút một con dao trong ngực,
đâm xuống nữ nhân trẻ tuổi. Tình huống xảy ra quá đột ngột, nằm ngoài dữ liệu của tất cả mọi người. Trong quán đã sớm có người muốn đứng lên khuyên can nhưng ngại người ta đang cãi nhau, cảm thấy mình không có lập trường can thiệp, chỉ là không nghĩ đến tên xăm mình lại phát rồ, còn mang theo dao, hơn nữa còn đâm vào nữ nhân kia nữa. Nữ nhân trẻ tuổi sợ hãi, có lẽ nàng đã sợ tên xăm mình một thời gian dài, cơ thể bị dọa đến cứng đờ, quên cả trốn tránh. Bốp! Trong lúc tất cả mọi người trong tiệm đều cảm thấy khả năng sẽ có huyết án xảy ra, con dao trong tay gã xăm mình bị người khác đạp bay. Triệu Thanh Thanh tiện tay đẩy Lý Lệ Lệ ra đằng sau mình, mắt lạnh nhìn gã xăm mình, ta vốn chỉ cho ngươi là thứ đồ cặn bã, không nghĩ đến ngươi là xúc sinh đội ra người. Ngươi đã đánh phụ nữ rồi mà còn động sát tâm. Mẹ nó, nơi này mà còn có người nhiều chuyện, biến đi, gã xăm mình chỉ vào Triệu Thanh Thanh, quát to, nàng là vợ của ta, lão tử đánh nàng liên quan gì đến ngươi. Ngay cả lão tử có làm thịt nàng cũng chẳng can gì đến ngươi cả. Ta và hắn ta đã ly hôn rồi. Lý Lệ Lệ phản bác. Mẹ nó, ngươi còn dám mạnh miệng, ngươi muốn chết đúng không? Tên xăm mình ném con dao đi, mắt nhìn xung quanh, thuận tay cua một cây xiên sắt, quất tới Triệu Thanh Thanh, ngươi cút ngay cho ta. Bành! Triệu Thanh Thanh đạp một cái, mặt gã xăm mình tiếp xúc thân mật với mặt đất ngay. Mẹ nó, ngươi đánh người đúng không? Để ta xem ngươi có thể đánh bao nhiêu. Gã xăm mình hổn hển bò từ dưới đất dậy, rút điện thoại ra gọi, mau gọi tất cả anh em đến đây, đến quán thịt nướng ở phố Thúy, hôm nay lão tử muốn giết người. Tên xăm mình nói chuyện điện thoại xong, chỉ tay về phía Triệu Thanh Thanh, ngươi chết chắc rồi. Hôm nay ngươi nhất định phải chết, chờ anh em của lão tử đến, không đánh chết các ngươi là không được. Cứ việc gọi, có bao nhiêu người thì gọi bấy nhiêu người. Triệu Thanh Thanh không sợ nhất là loại người này, nhìn thì hung dữ tàn nhẫn, thật ra chỉ biết lấn yếu sợ mạnh, xem ta có sợ ngươi hay không. Hừ, cứ tiếp tục giả bộ đi, tên xăm mình chỉ cho rằng Triệu Thanh Thanh đang liều chết, hôm nay, nếu ta không cho ngươi biết được sự lợi hại, lão tử không phải là nam nhân. Triệu Thanh Thanh càng thêm chán ghét nhìn người này, lạnh giọng nói, loại phế vật như ngươi chỉ dám khi dễ nữ nhân không có sức hoàn thủ. Gặp khó một chút thì gọi điện thoại kêu người đến. Đừng nói nam nhân, ngay cả người ngươi cũng không được tính. Mẹ kiếp, tên xăm mình bị Triệu Thanh Thanh đâm trúng điểm yếu, tức đến thở hổn hển, ngươi nói cái gì? Triệu Thanh Thanh trừng mắt nhìn hắn ta nói ngươi là phế vật đấy, ngươi có ý kiến gì sao? Tên xăm mình hơi sợ, nhưng trước mặt bao người, hắn ta không muốn biểu hiện ra mình bị một nữ nhân dọa sợ, đành phải quát mắng, ngươi đừng phách lối, chờ anh em ta đến, ngươi sẽ biết sự lợi hại. Triệu Thanh Thanh khó chịu nói, mặc dù ta có thể xác định đám anh em kia của ngươi cùng một mặt hàng với ngươi, nhưng ngươi cho rằng trước khi bọn họ đến, ngươi sẽ không có chuyện gì sao? Ngươi nói vậy là có ý gì? Tên xăm mình ngẩn ra, cảm thấy khó hiểu. Một giây sau, hắn ta liền hiểu ra Triệu Thanh Thanh là có ý gì. Bành! Tên xăm mình bị Triệu Thanh Thanh một cước đạp bay ra ngoài tiệm, đụng phải vách tường đối diện, ngất ngay tại chỗ. Rất nhanh! Góc đường xuất hiện hai người, lôi tên xăm mình bị ngất đi. Triệu Thanh Thanh nhìn một cái đã nhận ra chính là hai tên đồng bọn của gã xăm mình, nhưng cũng không để trong lòng. Cảm ơn ngươi, Lý Lệ Lệ còn chưa tỉnh hồn, nhưng vẫn nói lời cảm ơn Triệu Thanh Thanh. Tuy nhiên, trong lòng nàng vẫn còn sợ hãi, có cơ hội, ta sẽ cảm tạ ngươi, nhưng bây giờ ta phải đi. Nếu chẳng may hắn ta gọi người đến, ta sẽ không đi được nữa. Ngươi không cần đi. Triệu Thanh Thanh đưa tay giữ nàng lại, hắn ta biết ngươi ở đâu, cho dù bây giờ ngươi chạy về dọn nhà cũng không còn kịp. Hắn ta sớm muộn gì cũng sẽ tìm đến ngươi, chỉ bằng lần này ngươi giải quyết triệt để chuyện đó luôn đi. Lý Lệ Lệ thầm nghĩ cũng đúng, không khỏi cảm thấy tuyệt vọng, nếu có thể giải quyết thì đã sớm giải quyết rồi. Nếu hắn ta không muốn ta tốt hơn, hắn ta sẽ nghĩ đủ cách bức chết ta. Cho nên, không thể cứ để như vậy được. Triệu Thanh Thanh cương quyết nói, việc hôm nay ta sẽ quản đến cùng. Hắn ta gọi bao nhiêu người đến cũng vô dụng thôi. Giữa các ngươi rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, ngươi cứ nói rõ cho ta biết, ta sẽ có nắm chắc trong lòng. Vâng, vậy nhờ hết vào ngươi. Lý Lệ Lệ vốn còn đang do dự, nhưng ngẫm lại với khả năng của nàng không thể thoát khỏi tên xăm mình. Nàng cảm thấy Triệu Thanh Thanh chẳng những biết võ công, thân phận dường như không đơn giản. Nàng quyết định đánh cược một lần. Triệu Thanh Thanh kéo Lý Lệ Lệ đến bên cạnh,
bắt đầu hỏi thăm ân oán gút mắc cụ thể giữa hai người. Hạ Thiên vẫn không nhanh không chậm ăn cơm, hoàn toàn chẳng có hứng thú với chuyện mới phát sinh vừa nãy, một chút lực phân tán cũng không có. Để ta gọi em họ của mình đến, nó đang ở bên ngoài, sợ rằng sẽ gặp nguy hiểm. Lý Lệ Lệ ngồi xuống xong, lập tức gọi điện thoại cho người đã gọi cho nàng. Triệu Thanh Thanh gật đầu, bảo vệ một người cũng là bảo vệ hai người cũng là bảo vệ, cũng chẳng chênh lệch bao nhiêu. Rất nhanh, một cậu thanh niên gầy teo vội vàng bước vào, ánh mắt quét một vòng khách trong tiệm, sau đó nhìn thấy Lý Lệ Lệ, nhanh chóng bước đến. Tỷ, tỷ không sao chứ? Tên rác rưởi kia có phải lại đánh tỷ nữa không? Cậu thanh niên lo lắng nhìn Lý Lệ Lệ, tỷ cho ta xem một chút, xem có bị thương chỗ nào không? Lý Lệ Lệ khoát tay ra hiệu đối phương bình tĩnh lại, cũng may có vị tiểu thư này ra tay giúp đỡ, ta không có bị thương. À, xin chào, ta họ Địch, người gọi ta tiểu Địch là được. Cảm ơn ngươi đã cứu chị họ của ta. Lúc này, cậu thanh niên trẻ tuổi mới chú ý đến Triệu Thanh Thanh, không khỏi nhìn đến ngây người, trong đầu dâng lên một suy nghĩ, trên thế giới này còn có nữ nhân xinh đẹp đến như vậy sao? Nhưng rất nhanh cậu ta đã bình tĩnh lại, trịnh trọng cúi đầu với Triệu Thanh Thanh. Không sao đâu, ngươi ngồi xuống trước đi. Triệu Thanh Thanh mỉm cười, ngươi cứ tự nhiên dùng món nhé. Tiểu Địch ngẩn ra, Lý Lệ Lệ kéo tay một chút, cậu ta mới ngồi xuống bên cạnh chị họ của mình. Lý Lệ Lệ đã bình ổn lại tâm trạng, chậm rãi nói với Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên, ta chỉ lo cảm ơn, đến bây giờ còn chưa hỏi tên hai vị ân nhân. Ta tên Triệu Thanh Thanh, hắn là bạn trai của ta, Hạ Thiên. Triệu Thanh Thanh thuận miệng giới thiệu. Về phần thân phận, không cần thiết đâu. Nhưng người yên tâm đi, giải quyết mấy tên lưu manh đầu đường như thế này cũng không đáng kể. Lý Lệ Lệ cảm kích nói, thật ra, Triệu tiểu thư ra tay giúp ta đã là nhân tình to lớn, ta nào dám có hy vọng quá xa vời. Ta chỉ hy vọng Trịnh Hào đừng có đến tìm ta nữa là được. Trừ phi tên rác rưởi đó chết đi, nếu không, làm sao có chuyện hắn ta không đến tìm tỷ. Tiểu Địch oán hận nói, chị họ, ta đã sớm nói với ngươi rồi. Tiền mà hắn ta bắt chẹt tỷ đủ để mua cái mạng hắn ta. Tiểu Địch, người nói bậy bạ gì thế? Lý Lệ Lệ bất mãn trừng mắt với cậu thanh niên, lên tiếng dạy dỗ, bây giờ là xã hội pháp chế, người đừng có suy nghĩ kêu đánh kêu giết như thế. Người vừa mới lên cấp 3, tuyệt đối đừng học cái xấu. Tiểu Địch im lặng, có vẻ không vui tỷ, tại sao ngươi lại không cứng rắn với hắn ta như thế, chỉ biết cứng rắn với ta thôi. Người nói cái gì? Lý Lệ Lệ lại trừng mắt, ta là tỷ của ngươi, dạy ngươi, ngươi còn có ý kiến. Tiểu Địch không dám phản bác, không, không có. Tỷ của ngươi quan tâm ngươi nên mới nghiêm khắc với ngươi như vậy. Triệu Thanh Thanh mỉm cười, tên rác rưởi kia phát rồ rồi, không thể nào nói chuyện được, có kiên cường cũng vô dụng thôi. Lý Lệ Lệ thở dài, có chút cảm khái, thật ra đây cũng là do ta tự tìm. Trước đó mắt ta bị mù mới coi trọng loại người này. Đến mức liên lụy người nhà và bạn bè, khả năng còn liên lụy đến mấy người Triệu tiểu thư. Nếu không, chúng ta rời khỏi nơi này trước đi. Triệu Thanh Thanh hờ hững hỏi, Trịnh Hào làm gì mà ngươi sợ đến như thế? Hắn ta còn có thể là người nào chứ, là một tên du thủ du thực, lưu manh đầu đường mà thôi. Lý Lệ Lệ cũng không nói rõ, nhưng Tiểu Địch lại nhanh mồm nhanh miệng, một chút cũng không cố kỵ, hắn ta ngồi tù mấy lần rồi. Nghe nói trong tù có nhận một đại ca nào đó. Bây giờ nhìn rất phong quang. Triệu Thanh Thanh hỏi Lý Lệ Lệ, các ngươi quen nhau như thế nào? Khoảng 11-12 năm trước, Lý Lệ Lệ không khỏi rơi vào hồi ức, chậm rãi thuật lại, khi đó ta còn học trung học, trong nhà xảy ra một số chuyện, khiến ta phải chạy đến kinh thành tìm một bà cô họ hàng xa. Kết quả, khi ta đến, nhà của cô đã bị một tên bại hoại đập phá. Ba của cô hình như còn bị cái tên bại hoại đó giết chết, những người nhà còn lại đều bị bắt. Triệu Thanh Thanh nghe lại câu chuyện, cảm giác rất quen, giống như đã nghe qua ở đâu rồi nhưng nhất thời nàng không thể nhớ ra, ngươi nói tiếp đi. Về sau, cô của ta cũng xảy ra chuyện, bị người ta bắt đi. Lý Lệ Lệ thở dài, nói tiếp, khi đó Trịnh Hào xuất hiện, hắn ta tự xưng là Phú Nhị Đại. Hắn ta nói hắn ta có thể cứu cô ta ra, nhưng điều kiện là ta phải gả cho hắn ta. Khoan đã, Triệu Thanh Thanh cau mày. Nghi ngờ hỏi, khi đó ngươi còn chưa trưởng thành mà. Con mẹ nó, cầm thú thật, sớm biết như thế, vừa rồi ta đã thiến hắn ta rồi. À, lúc đó còn chưa đến mức, Lý Lệ Lệ vội vàng lắc đầu,
giải thích, hắn ta đợi ta tốt nghiệp trung học xong thì mới gả cho hắn ta. Nhưng ta vẫn cố gắng kéo dài cho đến khi lên đại học. Dù sao, sau khi ta đồng ý với hắn ta xong, cô của ta cũng đã được thả, sau đó. Tiểu Địch nhịn không được liền nói, thật ra, mẹ của ta được thả ra chẳng có chút liên quan gì đến tên họ Trịnh đó cả. Triệu Thanh Thanh nghe xong, sắp bị quan hệ trong đó làm cho hồ đồ, khoan đã, hắn ta là biểu đệ của ngươi, tại sao mẹ của hắn ta lại là cô của ngươi? Cô cháu mà, hắn ta chẳng phải là đường đệ của ngươi sao? Ha ha, Lý Lệ Lệ cười khẽ, có chút ngượng ngùng, Tiểu Địch là biểu đệ của ta không sai, về sau được cô của ta nhận làm con nuôi, vì thế quan hệ mới có chút phức tạp. Được rồi, chúng ta nói đến chuyện của Trịnh Hào đi. Triệu Thanh Thanh không có hứng thú nghiên cứu gia phả nhà người khác, cho nên đã lướt qua đề tài này. Lý Lệ Lệ nghĩ đến Trịnh Hào, cảm xúc không tự chủ được trở nên xa xút. Khi ta học năm thứ hai đại học, Trịnh Hào buộc ta phải kết hôn với hắn ta, nói bởi vì chuyện của cô ta, hại nhà của hắn ta cũng bị điều tra, bảo ta nhất định phải đền bù cho hắn ta. Dừng lại một chút, Lý Lệ Lệ nói tiếp, khi đó, ta đã biết hắn ta chẳng phải phú nhị đại gì cả, nhưng điều này cũng không sao. Ban đầu, ta cũng chẳng ham của hắn ta thứ gì. Ta thấy tâm địa của hắn ta không xấu, hơn nữa hắn ta cũng có góp sức trong chuyện của cô ta. Cho dù người trong nhà phản đối, ta vẫn kết hôn với hắn ta, chỉ hy vọng hắn ta có thể đi đường ngay, không cần lăn lộn ngoài đường nữa. Đúng là tỷ tỷ ngốc, Tiểu Địch lắc đầu không thôi, người dễ bị lừa quá. Lý Lệ Lệ cũng không phản bác, bình tĩnh nói tiếp, đáng tiếc, bản tính của hắn ta rất khó thay đổi. Sau khi kết hôn, hắn ta vẫn qua lại với đám bạn bè không đứng đắn, thường xuyên ra ngoài cờ bạc. Ta đã nhiều lần giúp hắn ta trả nợ, ngay cả người nhà của ta cũng bị đám cho vay đến đòi nhiều lần. Ta chỉ cần hỏi một hai câu thôi, hắn ta liền đánh ta. Về sau, hắn ta đánh người bị bắt vào tù, ta thật sự không thể chịu đựng được, đành phải ly hôn với hắn ta. Lúc đó, ta đã đưa cho hắn ta 10 vạn, cũng đã dứt khoát nói rõ hai bên không vướng bận gì nhau. Kết quả, hắn ta vừa ra khỏi tù lại đến tìm ta. Hu hu hu. Nói đến chỗ thương tâm, Lý Lệ Lệ không khỏi ôm mặt khóc to. Tiểu Địch ở bên cạnh nhỏ giọng an ủi. Tiểu Địch, Lệ Lệ, hai đứa ở đây, làm ta lo lắng muốn chết. Lúc này, một người phụ nữ trung niên đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Lý Lệ Lệ và Tiểu Địch, vội vàng bước qua. Nhưng khi bà bước đến gần, nhìn thấy Hạ Thiên, sắc mặt lập tức thay đổi. Cầm túi sách đánh về phía Hạ Thiên, miệng còn thét to, a, đánh chết tên tội phạm ngươi. Ngươi làm gì thế? Triệu Thanh Thanh đưa tay chặn lại túi sách của nữ nhân trung niên, lạnh lùng quát hỏi. Cô đánh nhầm người rồi. Tiểu Địch và Lý Lệ Lệ vội vàng đứng lên, kéo nữ nhân kia lại, hắn không phải Trịnh Hào. Nữ nhân trung niên trừng mắt nhìn Hạ Thiên, ta không có đánh sai. Ta đánh chính là tên tội phạm giết người. Lý Lệ Lệ và Tiểu Địch không khỏi ngẩn cả người. Triệu Thanh Thanh hỏi, ngươi biết sư phụ của ta? Ta đương nhiên nhận ra hắn không phải Hạ Thiên sao? Gương mặt này có hóa thành cho ta cũng nhận ra. Nữ nhân trung niên trả lời Triệu Thanh Thanh, nghiến răng nghiến lợi nhìn Hạ Thiên, ta biết mà đầu ngươi sẽ không bỏ qua cho ta. Nghĩ không ra 12 năm trôi qua ngươi vẫn tìm được ta. Được, muốn chém giết, muốn dóc thịt, ngươi cứ tự nhiên, nhưng đừng tổn thương hai đứa nhỏ. Việc này chẳng liên quan đến chúng. Hạ Thiên lười biếng ngẩng đầu, khó chịu nói, lão bà ngớ ngẩn này từ đâu đến vậy? Đầu óc ngươi có bệnh à? Ngươi không biết ta, nữ nhân trung niên bật cười, chỉ vào Hạ Thiên, ngươi truy sát ta nhiều năm như thế, bây giờ ngươi lại giả bộ không biết. Hạ Thiên, ngươi dối trá quá đi. Ta chẳng có hứng thú truy sát ngớ ngẩn. Hạ Thiên nhếch miệng, nếu ta muốn giết một người, trên đời này chẳng có người nào có thể thoát được ta. Đừng nói trốn 12 năm, 12 giây cũng không thể. Nữ nhân trung niên không khỏi ngẩn người, hiển nhiên cảm thấy Hạ Thiên nói không phải là không có lý, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại, ngươi bớt làm bộ đi. Ngươi nói như vậy thì có thể giảm bớt hận ý của ta đối với ngươi sao? Buồn cười, Hạ Thiên lười nói chuyện với những người đầu óc có vấn đề, bởi vì hắn có nói cũng vô dụng thôi, lại còn kéo trí thông minh của mình xuống. Triệu Thanh Thanh cảnh giác nhìn nữ nhân trung niên. Lạnh giọng nói, ngươi rốt cuộc là ai? Hừ, cho đến bây giờ mà ngươi còn giả ngu. Nữ nhân trung niên bật cười, được, vậy ta nói cho các ngươi biết, ta tên Lý Chí Tử, là con gái út của Lý Gia. Cha và anh của ta đều bị ngươi giết,
nhà của ta cũng bị ngươi hủy. Hạ Thiên, bây giờ ngươi còn giả bộ không biết ta, ngươi không cảm thấy buồn cười à? Không phải Lý gia chỉ có một đứa con gái Lý Nhã Tử hay sao? Ngươi từ đâu xuất hiện thế? Triệu Thanh Thanh hoài nghi nhìn nữ nhân trung niên, còn nữa, Lý gia gây ra rất nhiều tội nghiệt. Lý gia diệt vong chỉ là gieo gió gặt bão, không trách được người khác. Lý Chí Tử hừ lạnh một tiếng, nói với Lý Chí Tử, ta là con gái riêng, đương nhiên người ngoài không biết rồi. Nhưng nói như thế nào, ta cũng là người của Lý gia, dĩ nhiên phải báo thù cho Lý gia rồi. Bây giờ ta đã bị ngươi tìm được, ngươi cũng đừng làm bộ nữa. Ngươi không chết thì ta cũng diệt vong. Ngươi một chút cũng chẳng có liên quan đến Lý gia, ngươi đừng có tự gán mình vào như thế. Hạ Thiên ợ một cái, ta chẳng có hứng thú tìm ngươi, ngươi cũng đừng tự mình đa tình. Mặc kệ ngươi nói như thế nào cũng không dập tắt được cừu hận trong lòng ta. Lý Chí Tử hận thù nói với Hạ Thiên, nếu hôm nay ngươi không ra tay, ta sẽ hạ chiến thư cho ngươi. Trong vòng 3 ngày nữa, ta nhất định sẽ giết ngươi. Nói xong, Lý Chí Tử ra lệnh cho Lý Lệ Lệ và Tiểu Địch, hai đứa còn ngẩn ra đó làm gì? Còn không mau theo ta đi về. Cô, ta còn chưa thể đi. Lý Lệ Lệ do dự một chút rồi đáp, ta phải ở đây chờ Trịnh Hào. Nếu ta đi bây giờ, ta sẽ gây phiền phức cho Hạ Tiên Sinh và Triệu Tiểu Thư. Cái gì, ngươi còn chưa chịu phân rõ giới hạn với tên khốn kiếp Trịnh Hào kia sao? Lý Chí Tử bất mãn quát lớn, ta đã sớm nói với ngươi rồi, đừng lui tới với tên đó nữa, ngươi vẫn không nghe lời ta. Lý Lệ Lệ hổ thẹn cúi đầu, đây là lần cuối. Cô mang Tiểu Địch về trước đi, ta ở đây chờ. Ngươi chờ thì có ích gì chứ? Lý Chí Tử vẫn tức giận, đến lúc đó ngươi vẫn bị tên rác rưởi kia bóp tròn xoa dẹp, lại làm mất mặt chúng ta nữa. Đương nhiên có ích rồi. Triệu Thanh Thanh chen vào, bởi vì ta sẽ giúp nàng ấy xử lý tốt việc này. Ngươi, Lý Chí Tử khinh thường lườm Triệu Thanh Thanh, sau đó quay sang nhìn Hạ Thiên, là chủ ý của ngươi sao? Quả nhiên hảo thủ đoạn, nhưng ngươi đừng tưởng rằng ngươi làm như thế thì có thể làm giảm hận ý của ta đối với ngươi. Hạ Thiên chẳng thèm nhìn bà ta. Nói nhiều cũng chỉ hại não mà thôi. Triệu Thanh Thanh tức cười, không khỏi đáp lại một câu, người quá tự cho là đúng rồi. Ai tự cho là đúng, chúng ta cứ nhìn xem. Lý Chí Tử lạnh giọng nói, sau đó đưa tay kéo Tiểu Địch rời khỏi quán ăn. Chờ nữ nhân trung niên đi xa, Triệu Thanh Thanh tò mò đánh giá Lý Chí Tử, nghĩ không ra ngươi lại là người của Lý gia. Nói ta là người của Lý gia không khỏi quá đề cao ta rồi. Nó đã sớm vượt qua phạm vi 5 đời. Chỉ là quan hệ giữa cô và nhà của ta là khá thân thiết mà thôi. Lý Lệ Lệ cười khổ, nói với Triệu Thanh Thanh, nhưng chuyện vừa rồi cô nói là thật sao? Chuyện gì? Triệu Thanh Thanh hỏi ngược lại. Lý Lệ Lệ đưa mắt nhìn Hạ Thiên, nhẹ giọng hỏi, có thật Hạ Tiên Sinh đã diệt Lý ra không? Có thể nói như vậy. Triệu Thanh Thanh khoanh tay, không hề có ý giấu giếm, tuy nhiên, Lý gia diệt vong cũng là điều tất nhiên. Cho dù không có sư phụ của ta, sớm muộn gì cũng có người khác ra tay thôi. Lý Lệ Lệ thở dài, cười nói, Hạ Tiên Sinh nói đúng, cô của ta và Lý gia không có mối liên hệ quá lớn. Ba của cô chỉ là đầu bếp của Lý gia mà thôi. Sau khi Lý gia bị diệt vong, cô chịu kích thích quá lớn, tự dưng lại nói mình là con gái bên ngoài của Lý gia, lúc nào cũng chỉ muốn báo thù. Triệu Thanh Thanh bó tay, khó trách Hạ Thiên vừa nhìn thấy nữ nhân trung niên đó đã nói đầu óc bà ta có bệnh. Thì ra là có bệnh thật chứ không phải thuận miệng nói mạnh. Chuyện đúng là như thế, nhưng chẳng sao. Bà ta muốn báo thù thì cứ đến. Hạ Thiên cũng nhớ lại chuyện này. Năm đó, hắn vì chuyện Mộc Hàm mất tích mà tiến vào Lý gia. Kết quả gia chủ Lý gia không có ở nhà, hắn muốn ăn một ít món, lại bị đầu bếp hạ độc, cho nên hắn thuận tay xử lý đầu bếp kia. Thế giới này đúng là có đủ loại người, chuyện nào cũng có thể gặp được. Sau khi nghe xong, Triệu Thanh Thanh cảm thấy cuộc sống rất giống một vở kịch. Hạ Thiên ngáp một cái, một nữ nhân đầu óc có bệnh, chúng ta chẳng cần phải để ý đến. Đúng vậy, Triệu Thanh Thanh rất nhanh ném Lý Chí Tử ra sau đầu, nói với Lý Lệ Lệ, mặc kệ cô của ngươi là ai, ý định giúp đỡ ngươi của ta vẫn không thay đổi. Ta thật lòng cảm ơn ngươi. Lý Lệ Lệ một lần nữa biểu đạt lòng biết ơn của mình, ta vốn rất lo lắng, bởi vì gã đại ca sau lưng Trịnh Hào đích thật không tầm thường. Nhưng bây giờ ta biết Hạ Tiên Sinh chính là sát thần năm đó, vậy thì không còn vấn đề gì nữa. Triệu Thanh Thanh hỏi, đại ca sau lưng tên rác rưởi đó là ai?
các ngươi đã từng nghe nói qua A Cát Vô Dụng chưa? Lý Lệ Lệ cũng không trả lời, ngược lại hỏi một câu hỏi rất kỳ lạ. Triệu Thanh Thanh nghe xong, không khỏi sửng sốt, khi ta còn học đại học, ta cũng đã đọc qua không ít tiểu thuyết của Cổ Long. Tam thiếu gia đích kiếm là một tinh phẩm khó có được. A Cát Vô Dụng là thân phận của kiếm thần A Cát sau khi chết, hình như là làm nô tài cho một kỹ viện. Nhưng cái tên này có liên quan gì đến lão đại kia chứ? Bởi vì tên hiệu của lão đại sau lưng Trịnh Hào chính là A Cát Vô Dụng. Lý Lệ Lệ thở dài, chậm rãi nói, hình như hắn ta vừa mới được thả vào năm nay, là một nhát vật rất lợi hại. Triệu Thanh Thanh cau mày, ngươi đừng nói cho ta biết cái tên A Cát Vô Dụng này chính là Tạ Hiểu Phong đấy nhé. Nếu Triệu Thanh Thanh nhớ không lầm, sau khi Hạ Thiên kinh thành, tiểu đệ đầu tiên mà hắn thu chính là Tạ Hiểu Phong. Về sau Tạ Hiểu Phong trở thành tam bả thủ trong tam thạch hội dưới cái tên Bạch Tiểu Thanh, địa vị chỉ dưới Nhậm Trung Hằng. Cũng không phải, Lý Lệ Lệ lắc đầu, hắn ta gọi là A Cát, nhưng không ai biết hắn ta tên thật là gì cả. Triệu Thanh Thanh thản nhiên nói, nếu là người đã từng ngồi tù, muốn điều tra thân phận đơn giản thôi. Tóm lại, A Cát này rất khó dây vào. Lý Lệ Lệ phát run, đây cũng chính là nguyên nhân trước đó ta không dám vạch mặt với Trịnh Hào. Ha ha, Triệu Thanh Thanh không khỏi bật cười. 12 năm trước, thế lực ngầm ở Kinh Thành gần như bị Hạ Thiên càn quét sạch sẽ, về sau trên cơ bản đều do Sở Môn và Tam Thạch Hội quản lý. Bây giờ Hạ Thiên ẩn thân 10 năm, Sở Giao đến dị giới, mấy con rán này lại có khuynh hướng gây sóng gió trở lại. Triệu Thanh Thanh nói, đã như vậy, lát nữa ta phải gặp cho được A Cát Vô Dụng. Còn muốn gặp Cát gia, đúng là chuồn chuồn không sợ gió. Không biết từ lúc nào, một đám người áo đen tay cầm hung khí vọt vào trong quán, bao vây Hạ Thiên, Triệu Thanh Thanh, còn có Lý Lệ Lệ lại. Khách trong tiệm bị dọa sợ bỏ chạy, ngay cả nhân viên phục vụ cũng trốn hết ra sau bếp, không người nào dám xen vào việc của người khác. Ồ, các ngươi chính là anh em mà tên rác rưởi kia gọi đến. Triệu Thanh Thanh mỉm cười nhìn những người này, nhìn cũng tạm được, còn dễ coi hơn đám lưu manh ngoài đường. Chúng ta là người của Cát Tường Hội. Dĩ nhiên không phải lưu manh đầu đường. Dẫn đầu là một người đàn ông cao lớn, đêm hôm khuya khoắt còn đeo cặp kính râm, oanh oang nói, mặc dù Trịnh Hào chỉ là nhân viên biên chế bên ngoài của hội, nhưng người đánh hắn ta chính là tuyên chiến với Cát Tường Hội chúng ta. Triệu Thanh Thanh lạnh lùng nói, thu nạp đám cặn bã xã hội thành biên chế bên ngoài, xem ra Cát Tường Hội các ngươi cũng không phải kẻ tốt lành gì. Chú ý lời nói của ngươi đấy, đắc tội Cát Tường Hội chúng ta cũng không có quả ngon để ăn. Gã nam nhân đeo kính râm lạnh lùng nói. Triệu Thanh Thanh đáp lại, xin lỗi, ta không ăn trái cây. Xem ra Trịnh Hào nói không sai, người đúng là đang tìm chết. Gã nam nhân kính râm cũng lười nói thêm câu nào, quay đầu lại nói với thuộc hạ của mình, mau bắt ba người kia về hội. Lý Lệ Lệ kinh hoàng nhìn Triệu Thanh Thanh. Triệu Thanh Thanh lại nhìn Hạ Thiên, sư phụ, người ăn no chưa? Tạm được, Hạ Thiên đã ăn no được 5-6 phần. Ung dung đáp lại. Triệu Thanh Thanh lại nói, vậy ngươi muốn chơi đám ngu ngốc đó như thế nào? Tùy thôi, Hạ Thiên không lấy làm quan trọng, coi như tản bộ sau bữa ăn, giúp tiêu hóa một chút. A Cát Vô Dụng, người đảo Nam Hải, tên thật cũng không có quá nhiều người biết, nhưng trong khai sinh có một chữ chiết, cho nên mới có người gọi hắn ta là A Cát. 20 năm trước, hắn ta cùng với mấy huynh đệ xông xáo kinh thành, kết quả lăn lộn chưa ra được thành tích gì. Cũng bởi vì giết nhầm một người mà ngồi hơn 10 năm tù. Nửa năm trước mới được thả ra. Tuy nhiên, sau khi ra ngoài, giống như được thần trợ, chỉ trong mấy tháng ngắn ngủi, hắn ta đã nhanh chóng tạo dựng được một địa bàn, biến Cát Tường Hội thành thế lực ngầm một phương. Lúc này, A Cát đang ngâm mình trong bồn tại một nhà tắm công cộng. Hắn ta bị tàn phế một cánh tay, trước và sau lưng toàn là những vết sẹo dữ tợn, tóc cạo sạch, cả người toát lên sự hung ác. Không hề có chút liên quan nào đến hình tượng A Cát Vô Dụng. Trong nhà tắm, hơi nước bốc lên, nhiệt độ càng lúc càng tăng, cơ thể A Cát đỏ bừng, nhưng hắn ta cũng không có phản ứng quá lớn. Cát gia, ngươi nhất định phải làm chủ cho ta. Bên ngoài bể tắm, một nam nhân cởi trần người toàn hình xăm, mặc quần đùi quỳ dạp một chỗ, chính là Trịnh Hào. Lúc này, Trịnh Hào không ngừng dập đầu, xông vào chỗ bồn tắm A Cát khóc lóc kể lể, Cát gia. Ngươi thấy ta bị đánh thảm không? Nếu không có hai huynh đệ đưa ta đi bệnh viện cấp cứu, nói không chừng ta không gặp được ngươi rồi. Hãy nói một chút, hai người kia dáng dấp ra sao?
A Cát đầu chọc gác hai tay lên bể tắm, giọng nói hơi khàn, ngươi còn khóc nữa, ta móc mắt ngươi. Nước mắt Trịnh Hào trong nháy mắt liền ngừng lại, vội vàng trả lời, dáng dấp nam nhân kia rất bình thường, không có gì đặc biệt, nhưng sức ăn rất lớn. Còn diện mạo của nữ nhân lại rất xinh đẹp, không giống người nhân gian. Nữ nhân kia còn gọi gã nam nhân là sư phụ, còn lại thì không có cái gì khác. A Cát đầu chọc thở dài, đứng dậy, lập tức có người đưa đến áo choàng giúp hắn ta quấn vào hông. Ngươi nói gã nam nhân đó có phải người này không? A Cát đầu chọc ra hiệu cho người mang áo khoác của hắn ta đến, sau đó cầm điện thoại mở một tấm hình đưa cho Trịnh Hào xem. Đúng, đúng, chính là hắn, chính là hắn. Trịnh Hào vừa nhìn thấy gương mặt lười biếng và ngạo mạn trên tấm ảnh, lập tức gật đầu không thôi, mặc dù hắn không ra tay đánh ta, nhưng hắn cũng không phải người tốt lành gì, dung túng nữ nhân của mình ra tay đánh ta. Sau khi bắt được hắn, ta nhất định phải hung hăng tra tấn hắn, a. À. Bốp! A Cát đầu chọc tát một bạt tai đánh bay Trịnh Hào hơn 2 mét, cả người bốc lên 2,5 lần nữa mới rơi xuống đất. Cát, Cát ra, vì sao ngươi lại đánh ta? Hơn nửa ngày sau Trịnh Hào mới đứng lên được, phun ra một ngụm máu, kinh ngạc không thôi. A Cát đầu chọc không trả lời, chỉ lạnh giọng hỏi, ngươi lại đi tìm nữ nhân kia. A, à, không phải Cát ra ngươi kêu ta đi kiếm tiền sao? Trịnh Hào cảm thấy ủy khuất, run rẩy nói, ta mới vừa được thả, không có tiền, cho nên chỉ có thể. Bốp! A Cát đầu chọc lại tát một cái nữa, nhưng lần này lực tay nhẹ hơn không ít, chỉ để nửa bên mặt Trịnh Hào sưng phồng lên. Cát ra, vì sao ngươi lại đánh ta? Trịnh Hào lại càng khóc lớn hơn. A Cát đầu chọc lạnh lùng nói, ta đã từng nói qua, ngươi có thể trộm có thể cướp, nhưng tuyệt đối không được gạt tiền của nữ nhân. Nhưng ta không muốn vào tù nữa. Trịnh Hào cảm thấy hắn ta không làm gì có lỗi, mạnh miệng nói, trong nhà nữ nhân kia có tiền, lừa ả ta cũng đâu có phong hiểm gì. Nàng ta không dám báo cảnh sát đâu. Ngươi cho rằng ta vì cái này mà đánh ngươi. Giọng nói A Cát đầu chọc càng lạnh hơn. Thế rốt cuộc là vì sao? Trịnh Hào nghĩ mãi mà không rõ. A Cát đầu chọc im lặng, chỉ thu lại tấm hình, lạnh lùng nhìn chằm chằm Trịnh Hào, trong lòng dâng lên sát ý mãnh liệt. Lúc này, ngoài cửa vang lên giọng nói của một thuộc hạ, Cát gia, người sắp đến rồi, ngài có gặp không? Người cút qua một bên. A Cát đầu chọc chán ghét đá văng Trịnh Hào, đi sang phòng thay đồ thay một bộ quần áo chính thức. Sau đó chậm rãi bước ra khỏi phòng tắm. Lúc này, trong một gian phòng khách lịch sự, tao nhã, có một số người đang lo lắng chờ đợi. Bành! Một tiếng vang vọng đến, một nam nhân trung niên bụng phệ đập tay lên bàn, quát lớn, các ngươi làm cái gì thế? Các ngươi có gọi lão đại bây giờ của các ngươi cút ra đây không? Chỉ một Cát Tường hội nho nhỏ cũng dám lãnh đạm chúng ta, các ngươi muốn chết đúng không? Tiểu đệ Cát Tường hội run rẩy trả lời, ông chủ của chúng ta đang thay quần áo, sẽ lập tức đến ngay. Con mẹ nó, hắn ta thay áo liệm à? Nam nhân trung niên lại càng mắng to, hắn ta tính là thứ gì chứ? Bây giờ hắn ta còn không ra, lão tử trực tiếp dẫn người dẹp tan cái hội này của các ngươi. Nữ nhân xinh đẹp duy nhất cười nói, người này làm giá không thấp nhỉ. Nghe nói hắn ta vừa mới ra tù nửa năm trước, hình như vẫn còn chưa rút ra được bài học. Đúng là cái giá không thấp. Một thanh niên mặc đồ vest trắng cười nói, bắt đại diện Tam Đại Hội Thành Nam chúng ta phơi ở đây hơn nửa tiếng, ông chủ của các ngươi có biết hậu quả như thế nào không? Mẹ nó, không đợi nữa. Nam tử béo trung niên một tay gạt bàn ra, nhấc chân muốn ra ngoài, chỉ tiếc vừa ra đến cửa, một họng súng đen ngòm chỉ vào trán ông ta. Ông chủ nói lập tức đến ngay, mấy vị yên tâm đừng vội. Bảo Tiêu đứng ngoài cửa lạnh giọng nói. Nam tử béo trung niên giận quá hóa cười, ngươi dám chỉ súng vào lão tử, các ngươi có biết chết như thế nào không? Chết như thế nào thì cũng là chết, phương pháp thật ra không quan trọng. A Cát đầu chọc xuất hiện, đưa mắt nhìn tiểu đệ cầm súng, làm ra vẻ giận dữ, không phải ta đã nói phải tiếp đãi mấy vị khách này cho thật tốt sao, tại sao lại còn móc súng chỉ vào khách chứ? Bình thường ta dạy các ngươi như thế à? Xin lỗi, Cát gia. Tiểu đệ thu súng lại, vẻ mặt áy náy. Xin lỗi ta làm gì? A Cát một cước đạp lăn tiểu đệ của mình, sau đó hất cằm về phía nam nhân trung niên, người mau xin lỗi bân ra, ông ấy tha thứ cho ngươi thì mới được. Khóe mắt nam nhân trung niên run rẩy, quay về chỗ ngồi, lạnh giọng nói, không cần, ngươi đừng có mà âm dương quái khí, đi thẳng vào vấn đề đi, đừng lãng phí thời gian nữa.
Nữ nhân xinh đẹp mỉm cười, không sai, Akat, ngươi bỏ số tiền lớn như vậy mời chúng ta đến đây, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ta nhiều việc lắm, nam tử mặc vest trắng đốt điếu xì gà, vẻ mặt khinh thường. Akat mỉm cười, chậm rãi ngồi xuống vị trí chủ vị, thản nhiên nói, ta trịnh trọng mời ba vị đến đây, đương nhiên có chuyện quan trọng cần nói. Điều này liên quan đến tiền đồ và vận mệnh của Tam Đại Hội, hy vọng các ngươi có thể nghe lời của ta, đồng thời chiếu theo lời của ta mà làm. Bằng không, các ngươi không gánh nổi hậu quả đâu. Hừ, khẩu khí lớn thật. Nam tử mặc vest trắng trào phúng, ngươi cho rằng ngươi là ai? Ngươi chỉ là tiểu đầu mục mới lăn lộn được nửa năm mà thôi, có tư cách gì mà vung tay múa chân với Tam Đại Hội chúng ta chứ? Nam nhân trung niên cũng khinh thường, Akat vô dụng. Có phải ngươi đã quá tự mãn rồi không? Ngươi vừa lúc mở được quán bar và quán ăn đêm ở mấy con phố thì đã cho rằng mình là lão đại, còn dám ra lệnh với chúng ta. Nữ nhân xinh đẹp cũng cảm thấy Akat hơi tự cao, ngươi bớt nói mấy chuyện giả chân này đi, nói thẳng vào chuyện chính. Sự việc cũng không phức tạp lắm, Akat cũng không quan tâm đến mấy lời châm chọc, khiêu khích của ba người, cười nói, ta hy vọng, Tam Đại Hội các ngươi sẽ gia nhập Cát Tường Hội của ta. Đương nhiên, ta sẽ trả cho các ngươi một khoản tiền, đủ cho nửa đời sau của các ngươi ăn uống không lo. Ha ha ha, nữ nhân xinh đẹp là người đầu tiên không kìm được, há miệng cười to, Akat, ngươi vẫn rất hài hước, kể chuyện cười không tệ. Mặt Akat vẫn không thay đổi, đây không phải chuyện cười mà là thông cáo. Cuối tháng này, ta sẽ phái người đi tiếp nhận. Bành! Nam nhân trung niên một lần nữa vỗ bàn đứng dậy, quát to, con mẹ nó, ngươi tính là gì chứ? Ngươi còn dám đánh chủ ý vào Trường An hội chúng ta? Ngươi cho rằng ngươi là ai? Nhậm Trung Hằng, Bạch Tiểu Lỗi hay là sát thần Hạ Thiên? Ba người này đều là nhân trung hào kiệt, Akat ta thật sự không xứng đánh đồng với bọn họ. Akat đầu chọc lắc đầu, trong giọng nói còn có chút kính ý với ba người này, nhưng, lão đại ta có tư cách vượt qua ba người này. Bây giờ, thế lực ngầm kinh thành đều bị Hạ Thiên khống chế, đây thật sự không phải hiện tượng tốt. Lão đại ta muốn phá vỡ lũng đoạn đó. Bước đầu tiên chính là bắt đầu thu nạp thế lực ngầm giải rác ở kinh thành. Chí khí không nhỏ nhỉ, còn muốn vượt qua cả sát thần. Nam tử mặc vest trắng cười ha hả, không biết lão đại của ngươi là người như thế nào. Dựa vào đâu mà khoác lác như thế? Akat giơ tay vẽ một vòng tròn giữa không trung, sau đó điểm chính giữa một cái, lão đại ta chính là người này, các ngươi cảm thấy đủ tư cách không? Là ông ta. Nữ nhân xinh đẹp kinh hãi, không phải ông ta đã chết rồi sao? Không chết, nhưng vẫn còn ở trong tù. Akat thản nhiên nói, 20 năm trước, ta vào tù chính là để tìm ông ta. Trải qua hơn 10 năm tôi luyện, ta đã có được 1/10 công lực của ông ta. Đối phó với Hạ Thiên thì không đủ, nhưng trước khi lão nhân ra ông ra tay, ta chuẩn bị một chút vậy là đủ rồi. Ha ha, nam tử mặc vest trắng không khỏi lắc đầu, người đánh giá quá thấp Hạ Thiên rồi. Còn những người dưới tay hắn nữa. Ngươi cho rằng đám người Bạch Tiểu Lỗi ăn cơm khô, không phát hiện được mấy động tác nhỏ này của các ngươi sao? Đến lúc đó, chỉ sợ một Tạ Hiểu Phong cũng khiến các ngươi ăn đủ. Ta đã nói ta có được 1/10 công lực của lão đại ta. Akat thành thật nói, chỉ cần không phải trực tiếp đối đầu với Hạ Thiên, ta có lòng tin giải quyết được tất cả. Nam nhân trung niên cười lạnh, thế ngươi dựa vào đâu mà cho rằng ngươi không đối đầu với Hạ Thiên? Mặc dù ta chỉ mới ra tù được nửa năm, nhưng ta cũng biết Hạ Thiên 12 năm rồi chưa xuất hiện qua. Akat ung dung phân tích, hoặc hắn đã chết, hoặc hắn thoái ẩn. Mặc kệ cái nào, gần đây hắn sẽ không lộ diện. Tin tức này của ngươi đã lỗi thời rồi. Nữ nhân xinh đẹp cau mày, ta nghe nói Hạ Thiên đã rời núi, có không ít người đã gặp hắn bên ngoài. Ha ha, người mà các ngươi nói ta cũng biết. Akat cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Người kia tuyệt đối không phải Hạ Thiên. Ta có thể cam đoan với các ngươi. Vừa lúc hôm nay thuộc hạ của ta tìm được người mà các ngươi nói, bọn họ sẽ dẫn người đến đây ngay. Các ngươi hãy ở lại một chút, ta sẽ chứng minh cho các ngươi thấy hắn không phải Hạ Thiên. Lúc này, cửa phòng bị người ta đạp bay. Hạ Thiên, Triệu Thanh Thanh, còn có Lý Lệ Lệ cùng nhau bước vào. Đám tiểu đệ Cát Tường Hội nằm dạp ngoài phòng. Ngươi vừa nói ngươi muốn chứng minh cái gì? Hạ Thiên và Triệu Thanh Thanh từ trước đến nay không thích bị ai áp chế. Bọn họ muốn gặp lão đại của Cát Tường Hội một lần nhưng không phải là để một đám tiểu đệ áp giải đi gặp. Hai người đánh cho đám tiểu đệ tê người, sau đó hỏi địa chỉ,
tiếp theo tự mình đến gặp A Cát Vô Dụng. Về phần Lý Lệ Lệ, chỉ là tiện đường mang theo thôi. Ngươi chính là Triệu Thanh Thanh của Thiên Đạo Tổ. Nữ nhân xinh đẹp vừa mới nhìn thấy Triệu Thanh Thanh, lập tức kinh hãi không thôi. Triệu Thanh Thanh nhìn nữ nhân xinh đẹp, cười nói, ồ, ngươi biết ta, có vẻ ngươi không phải tiểu nhân vật. Trước mặt Triệu Tổ trưởng của Thiên Đạo Tổ, ta tất nhiên là tiểu nhân vật rồi. Nữ nhân xinh đẹp lập tức xuống ngựa, rũ sạch quan hệ, ta vô ý đắc tội Thiên Đạo Tổ, thật sự không biết Triệu Tổ trưởng sẽ đến đây. Không sao, dù sao ta cũng không phải đến gây chuyện với ngươi. Triệu Thanh Thanh lười so đo với đầu mục thế lực nhỏ, khoát tay nói, chúng ta đến tìm A Cát đầu chọc, Cát Tường hội, những người không liên quan có thể rời khỏi. Nữ nhân xinh đẹp một chút cũng không do dự, đi như chạy trốn. Hai người còn lại nhìn nhau, vội đứng lên nói với A Cát đầu chọc, thật ngại quá, chúng ta không có hứng thú với kế hoạch của ngươi, cáo từ. Khoan đã, A Cát đầu chọc hét to, nếu các ngươi đi bây giờ, lão đại của ta sẽ tức giận, hậu quả các ngươi cũng đã biết. Lão đại của ngươi còn sống hay chết vẫn còn chưa biết. Cho dù còn sống, ông ta cũng đánh không lại Hạ Thiên. Nam tử mặc vest trắng cười nhạo một tiếng, một chút do dự cũng không có, bước nhanh ra khỏi phòng, còn nói vọng lại một câu, nếu muốn làm chuyện lớn, trước thể hiện thực lực rồi hãy nói. Một Thiên Đạo Tổ đã đủ đau đầu, chúng ta không có hứng thú đối nghịch với thế lực dưới tay Hạ Thiên huống chi là Hạ Thiên. Nam nhân trung niên đến nói cũng chẳng muốn nói, cúi đầu chào Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên xong, sau đó bỏ đi như bỏ chạy. Ngươi chính là A Cát Vô Dụng. Triệu Thanh Thanh nhìn người đàn ông đầu chọc trước mắt, vừa rồi ta nghe được ngươi nói ngươi muốn đối phó Hạ Thiên. Bây giờ sư phụ ta đang ở đây, ngươi định làm như thế nào? A Cát đầu chọc yên lặng nhìn Hạ Thiên, lập tức móc điện thoại ra, mở một tấm hình, đối chiếu với Hạ Thiên bên ngoài cả nửa ngày mới lên tiếng hỏi, ngươi thật sự là Hạ Thiên? Hạ Thiên đáp, ngươi không cảm thấy hỏi mấy câu này dư thừa lắm sao? A Cát đầu chọc cất điện thoại. Chỉ vào cánh tay bị tàn phế của mình, cánh tay này của ta là bị một người tên Hạ Thiên phế đi. Trước kia ta chưa từng gặp ngươi, cũng chẳng phế cánh tay nào của ngươi cả. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, mấy chuyện này đừng đổ lên người ta. Cho nên, ngươi là giả, A Cát khẳng định. Triệu Thanh Thanh cảm thấy có chút buồn cười, người mà ngươi gặp mới là đồ giả đấy. Không thể nào, A Cát đầu chọc kiên quyết không thay đổi phán đoán của mình, nếu ngươi là Hạ Thiên. 12 năm trôi qua, tại sao dung mạo của ngươi lại không thay đổi, lại còn giống hệt như trong tấm ảnh? Bởi vì sư phụ của ta là đệ nhất thần y trong thiên hạ, duy trì dung mạo đối với hắn mà nói đơn giản giống như bữa ăn sáng. Triệu Thanh Thanh mỉm cười giải thích. Hạ Thiên không kiên nhẫn, thuận miệng nói, Thanh Thanh nha đầu, ngươi cần chi nói nhiều với cái thứ ngu ngốc như thế, có cái gì thì hỏi cho lẹ, chúng ta về nhà ngủ tiếp. Cũng được. Triệu Thanh Thanh dĩ nhiên không phải vì chuyện về nhà sớm để ngủ, mà là Thiên Đạo Tổ đã tìm được thứ hại tử nhi, cho nên nàng muốn về sớm xử lý một chút. Ban đầu, ta chỉ muốn nhìn xem Cát Tường hội thu nhận cái loại cặn bã Trịnh Hào là đồ chơi gì. Triệu Thanh Thanh yên lặng nhìn A Cát, vừa lúc ta nghe được lời ngươi nói. Nếu ngươi đã đánh chủ ý lên người sư phụ ta, ta sẽ không để ngươi sống nữa. A Cát chậm rãi nâng cánh tay tàn phế của mình. Lạnh giọng nói, ta vẫn luôn chờ cơ hội quyết đấu với các ngươi. Nói như vậy, chuyện hôm nay không phải ngẫu nhiên. Triệu Thanh Thanh chỉ Lý Lệ Lệ, lạnh giọng hỏi, chuyện của nàng ấy là do ngươi cố ý bày kế. Không, A Cát đầu chọc lắc đầu, chuyện hôm nay chỉ là do tên phế vật Trịnh Hào kia làm ra. Hắn ta đang ở trong phòng tắm, các ngươi muốn làm gì thì làm. Triệu Thanh Thanh cảm thấy thái độ của người này hơi lạ, rốt cuộc ngươi muốn làm gì? Ánh mắt A Cát đầu chọc vẫn nhìn chằm chằm Hạ Thiên, ta chỉ muốn nghiệm chứng hắn có phải Hạ Thiên hay không. Nghiệm chứng này đối với ngươi có chỗ tốt gì? Triệu Thanh Thanh hoài nghi. Ta không thể nói cho ngươi biết được. Thân ảnh A Cát bỗng nhiên lóe lên, trong chớp mắt đã đến trước mặt Hạ Thiên, vung nắm đấm tay trái đã siết chặt đánh xuống đầu hắn. Bành! Nắm đấm của hắn ta còn chưa chạm vào người Hạ Thiên, cả người đã bị đá bay ra ngoài, va vào mấy gian phòng, khó khăn lắm mới ngừng lại. Ngươi muốn ra tay với sư phụ của ta, ngươi phải hỏi qua ý kiến của ta đã chứ? Triệu Thanh Thanh bất mãn nói. A Cát chậm rãi bò lên từ trong đám ngói vụn, chậm rãi bước về chỗ cũ, lời gì cũng không nói, chỉ giơ cánh tay phải tàn phế lên. Triệu Thanh Thanh lặng lẽ hỏi, ngươi đang chơi trò gì thế? Thanh Thanh nha đầu,
ngươi không cần ra tay. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, cứ để tên ngu ngốc này cho ta xử lý. Cũng được, Triệu Thanh Thanh nghe Hạ Thiên nói, lập tức lui một bước. Cánh tay bị tàn phế của A Cát bỗng nhiên xuất hiện vô số huyễn ảnh, dùng tốc độ cực nhanh bên trong không gian thu hẹp điên cuồng vung vẩy, trong nháy mắt bao vây ba người Hạ Thiên lại. Triệu Thanh Thanh nhớ đến Lý Lệ Lệ chỉ là người bình thường, khả năng không chịu nổi công kích này, lập tức dẫn nàng thối lui lại khu vực tương đối an toàn. Đi chết đi! Sau vài giây, A Cát bỗng nhiên giống to một tiếng, tất cả huyễn ảnh cánh tay dung hợp cùng một chỗ, tạo thành một xúc tu vô cùng to lớn, ầm ầm đụng vào Hạ Thiên. Hạ Thiên lại lười biếng ngáp một cái, biến mất trước khi xúc tu to lớn kia đụng vào hắn. Khi xuất hiện lại, Hạ Thiên đã ở phía sau A Cát, giữa ngón tay lóe lên một ngân châm, nhẹ nhàng đâm vào một huyệt vị nào đó sau ót A Cát. Bốp! Một tiếng vang nhỏ, xúc tu quái dị của A Cát giống như khí cầu bị đâm thủng, nổ thành không khí. Sao? A Cát đầu chọc giật mình, ngạc nhiên phát hiện cánh tay của hắn ta đã thật sự bị tàn phế. Còn có chiêu nào nữa không? Hạ Thiên cười nói. Sắc mặt A Cát âm trầm nhìn Hạ Thiên, xem ra ngươi đúng là Hạ Thiên. Ta có phải Hạ Thiên hay không? Ngươi cảm thấy ngươi có tư cách bình phán sao? Hạ Thiên khinh thường nói, cơ thể này của ngươi hẳn đã bị người khác cải tạo, có chút giống với Lý Minh của Lý Gia. Mà thôi, dù sao cũng đều là phế vật hết. Rõ ràng không giống mà, Triệu Thanh Thanh lên tiếng. Không sao, tất cả đều là loại ngu ngốc. Hạ Thiên nhếch miệng nhìn A Cát, ngươi tự mình kết liễu hay để ta tiễn ngươi một đoạn? Ta không thể chết được, A Cát bỗng nói, ta có thể để các ngươi xử lý. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, ta chẳng hứng thú xử lý ngươi, ngươi chết đi thì tốt hơn. A Cát bỗng đưa tay vào ngực, ấn một phím nào đó trên điện thoại di động. Bành! Bên trong phạm vi mấy thước ầm ầm nổ tung. Nhưng trình độ như thế tất nhiên không đả thương được nửa sợi lông của Triệu Thanh Thanh và Hạ Thiên, ngay cả Lý Lệ Lệ cũng đã được Triệu Thanh Thanh mang ra ngoài từ sớm. Người này quá ngoan lệ, cũng không thương tiếc thuộc hạ dưới tay mình. Triệu Thanh Thanh đứng trên một tòa nhà cách vụ nổ mấy trăm mét, nhỏ giọng nói. Hôm nay Lý Lệ Lệ xem như mở rộng tầm mắt, là một người bình thường nhưng lại trải qua chuyện không bình thường, đầu óc của nàng hoàn toàn không tiếp nhận được. Tên Trịnh Hào kia chắc cũng bị nổ chết rồi. Triệu Thanh Thanh quay lại nói với Lý Lệ Lệ, từ nay về sau, ngươi đã được giải thoát, không còn ai dây dưa ngươi nữa. Cảm ơn, Lý Lệ Lệ thật sự cũng không biết nói cái gì, chỉ có thể nói lời cảm ơn, sau đó yên lặng rời đi. Hạ Thiên nhìn ánh lửa chớp tắt đằng xa, trong lòng thoáng có chút khó chịu. Sư phụ, ngươi sao vậy? Không vui à? Triệu Thanh Thanh phát hiện được dị dạng của Hạ Thiên, lập tức lên tiếng hỏi. Hạ Thiên ngáp một cái, rất nhanh quên sạch sự khó chịu đó, không có gì, chúng ta về ngủ trước đi. Mau dập tắt lửa trước, tránh tai họa cho dân chúng vô tội. Triệu Thanh Thanh gật đầu, nhưng vẫn lo dập lửa trước. Một lát sau, khi Triệu Thanh Thanh quay trở lại bên cạnh Hạ Thiên, ngọn lửa đã được dập tắt. Ngoại trừ Cát Tường hội, cũng không ảnh hưởng đến dân chúng bình thường. Triệu Thanh Thanh nói, nhưng ta có cảm giác sau lưng Cát Tường hội hẳn có một thế lực khác. Nếu không, tên đầu chọc đó cũng không làm như vậy. Hạ Thiên lười biếng nói, không sao, chỉ là mấy con chuột thôi mà. Triệu Thanh Thanh cười nói, ngươi nói cũng phải. Ngay cả dũng khí đối mặt cũng không có, chỉ biết chơi âm mưu quỷ kế, nói rõ đám người này cũng chẳng làm nên trò trống gì. Sau khi trở về Triệu gia, hai cận vệ của Triệu Tử Nhi cũng quay về phục mệnh. Bọn họ đương nhiên không chỉ mang theo thứ đồ ăn vặt kia trở về mà còn thuận tiện lấy luôn bản báo cáo kiểm nghiệm của tổ nghiên cứu khoa học thiên đạo tổ. Đây là thứ đồ ăn vặt đó sao? Triệu Thanh Thanh nhìn thoáng qua cái túi nhỏ đặt trên bàn, tiện tay cầm cái túi lên. Trên túi có viết hai chữ Diệu Diệu, cũng không có nhãn hiệu nào khác. Nàng chậm rãi xé cái túi, lôi thứ đồ bên trong ra. Đây là những hạt tròn không khác gì ngũ cốc, có màu đỏ, xanh và vàng. Bên trên có khắc hoa văn kỳ lạ, nhưng nhìn qua rất dễ thương. Tuy nhiên, khi Triệu Thanh Thanh nhìn thấy, lập tức nghĩ đến hạt giống ma khí màu đỏ, không khỏi giật mình, lại hỏi, ngươi tìm được thứ này ở đâu thế? Thưa Triệu Tổ trưởng, là trong nhà của nữ lão sư kia. Nam cận vệ cung kính đáp, nàng ta bỏ những thứ này trong két sắt khóa lại, thuộc hạ đoán nàng ta có thể đã biết thứ gì đó, cho nên đã mang nàng ta đến đây, đang ở bên ngoài. Ngươi có muốn gặp mặt hay không? Không vội, Triệu Thanh Thanh còn chưa làm rõ được mạch suy nghĩ,
dự định gác người này sang một bên. Nữ cận vệ hợp thời xen vào, ở đây còn có một bản báo cáo kiểm định của tổ nghiên cứu khoa học, mời Triệu tổ trưởng xem qua. Triệu Thanh Thanh tiếp nhận bản báo cáo, cẩn thận lật ra xem. Càng xem, nàng lại càng cau chặt mày, nghi hoặc hỏi, nếu những thứ này đều vô hại, tại sao Tử Nhi lại bị trúng độc? Nếu thật sự là đồ vật bình thường, tại sao nữ lão sư kia lại giấu vào trong két sắt? Hai cận vệ nhìn nhau, cũng không nói thêm câu nào. Bởi vì bọn họ cũng không biết vấn đề nằm ở đâu. Mấy thứ này vô hại cũng không có nghĩa là người ăn vào sẽ vô hại, cũng không có nghĩa tất cả mọi người ăn vào đều vô hại. Hạ Thiên ở bên cạnh tùy ý nói. Sư phụ, người biết chuyện gì xảy ra sao? Triệu Thanh Thanh quay sang nhìn Hạ Thiên, sốt ruột hỏi thăm, người mau nói cho ta biết một chút đi. Hạ Thiên lười biếng ngáp một cái, hờ hững nói, thứ này chính là độc vật, cùng loại với hạt giống ma khí màu đen chúng ta tìm được trước đây. Nhưng độc dược giảm bớt một phần vạn. Máu nha đầu ngốc Tử Nhi vốn đặc biệt, vô cùng mẫn cảm đối với những thứ như thế này, tất nhiên sẽ có phản ứng. Người bình thường đoán chừng ăn được mấy năm, thậm chí mấy chục năm mới có phản ứng. Khi đó, toàn bộ đại não của người đó đã bị người khác khống chế, hơn nữa còn lên cơn nghiện. Sắc mặt Triệu Thanh Thanh trong nháy mắt trở nên xanh xám. Lại có người mưu tính hại một đứa nhỏ đến tình trạng như vậy sao? Rốt cuộc bọn họ muốn làm gì? Nếu để những thứ này lưu thông trên thị trường, hậu quả sẽ cực kỳ đáng sợ. Triệu Thanh Thanh cân nhắc 2-3 giây, lập tức có quyết định. Nàng nói với nữ cận vệ, người quay về thông báo cho toàn bộ tổ hành động, điều tra những thứ này trong phạm vi toàn thành phố, phong tỏa đường vận chuyển của chúng, tìm được nơi phát tán. Tuyệt đối không được để cho thứ này lưu thông trên thị trường. Rõ, nữ cận vệ lập tức lĩnh mệnh. Còn nữa, Triệu Thanh Thanh bổ sung, người thông báo cho tổ nghiên cứu khoa học nghiên cứu kỹ hơn những thứ này, nhất là phản ứng lâu dài khác nhau với cơ thể con người. Nói xong, nàng mới để nữ cận vệ rời đi. Người dẫn nữ lão sư kia vào đây, Triệu Thanh Thanh nói với nam cận vệ. Nam cận vệ nhẹ gật đầu, rất nhanh dẫn một nữ lão sư trẻ tuổi vào. Thật ra, trước kia Triệu Thanh Thanh cũng đã gặp nữ lão sư này một lần, thậm chí còn điều tra thông tin của nàng ta. Khi đó, nàng cũng không phát hiện có điểm nào khả nghi, không nghĩ đến vẫn xảy ra sơ suất. Trong tư liệu có ghi chép, nữ nhân này tên Chu Mộng Hồ, người Giang Hải, tốt nghiệp chuyên ngành giáo dục trẻ em tại một trường đại học danh tiếng ở Kinh Thành. Trước kia, người này còn mở một nhà trẻ. 3 năm trước, nàng ta bắt đầu mở lớp học theo sở thích cho học sinh tiểu học. Lý lịch gia đình rất sạch sẽ, hoàn toàn không nhìn ra được điểm gì khác thường. Các ngươi rốt cuộc là ai? Các ngươi có quyền gì mà bắt ta? Sắc mặt Chu lão sư có chút sợ hãi nhìn xung quanh, đồng thời nghiêm nghị quát nam cận vệ, nếu ngươi không thả ta ra, ta sẽ báo cảnh sát. Xét theo một loại ý nghĩa nào đó, chúng ta cũng là cảnh sát. Triệu Thanh Thanh lạnh nhạt nhìn Chu lão sư. Lúc này, Chu lão sư mới quay sang nhìn Triệu Thanh Thanh, vẻ mặt hiện lên sự do dự, ta nhớ ra ngươi rồi, hình như là gì của Triệu Tử Nhi. Ta là chị của Triệu Tử Nhi. Triệu Thanh Thanh tức giận đáp lại một câu. Chu lão sư thở phào nhẹ nhõm, nếu ngươi là phụ huynh của học trò ta, ta miễn cưỡng bỏ qua cho các ngươi một lần, nhưng các ngươi nhất định phải đưa ta về nhà. Triệu Thanh Thanh cười hỏi, chẳng lẽ ngươi không biết nguyên nhân ta tìm ngươi sao? Không biết, Chu lão sư nghi ngờ hỏi, lúc đó, ta đang chữa bài cho học sinh ở văn phòng, đột nhiên bị các ngươi dẫn đi mà không có lý do. Ngươi có biết cái này không? Triệu Thanh Thanh quan sát biểu hiện trên mặt Chu lão sư, tiện tay chỉ mấy thứ đồ ăn vặt trên bàn. Chu lão sư cúi đầu nhìn, lại càng thêm nghi hoặc, lắc đầu đáp, ta chưa thấy qua. Đây là thứ gì? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 143.